nhi đây là ông ngoại của con nhanh quỳ xuống bái kiến ông ngoại con đi phổ thân đây là nhi tử của con cháu ngoại của ngài đứa trẻ quỳ xuống có hình có giặc dập đầu khóc nói chính nhi bái kiến ông ngoại cháu ngoan mau đứng lên đi thiệu đăng vân mừng đến chảy nước mắt vốn trong nhà đông người lại giết hại lẫn nhau sau một biến cố trở nên vắng vẻ bây giờ có thêm người nhà nên thật sự rất cao hứng mừng rỡ bế cháu lên hôn sau đó Thiệu Liếu Nhi còn bảo hai người nhi tử khác của Hạo Trân cũng qua bái kiến ông ngoại. Hai thiếu niên bái kiến theo lễ nghi, Thiệu Đăng Vân cũng liên tục vỗ tay khen ngợi. Hạo Trân tuổi không lớn lắm, cũng đã có vẻ chứng trả cuối cùng mới tiến lên, chắp tay bái kiến, tiểu tế Hạo Trân bái kiến nhạc phụ đại nhân. Đối với Thiệu Liễu Nhi, nàng không có cách nào mới phải dẫn cả nhà đến đây. Năm đó Hạo Trân sao có thể không đắc tội với người khác được. Cả nhà không nơi nương tựa sẽ rất nguy hiểm. Đối với cả nhà này, trước mắt chỉ có thiệu gia là có thể dựa vào với quyền thế của thiệu đăng vân có khả năng che chở cho bọn họ thiệu đăng vân quan sát trên dưới đây vẫn là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy người con rể này nhìn thấy người con rể này ông ta cũng bình tĩnh hơn trong lòng thầm đau buồn hoàng đế tề quốc trước đây tới thiệu gia cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu chỉ mong dương nhiệt tề quốc đừng lui tới với người này ông ta thả đứa trẻ xuống và khẽ gật đầu nói không cần đa lễ không có việc gì là được rồi sau này cứ yên tâm ở lại đây hạo chân vừa đứng dậy lại có một người đi tới quỳ gối trước mặt thiệu đăng vân khóc không thành tiếng đó chính là thiệu tam tỉnh đã già nua nghẹn ngào dập đầu lão nô không có năng lực nên không thể chăm sóc cẩn thận cho đại công tử nói dứt lời hắn ta liền gào khóc thiệu đăng vân từ trên cao nhìn xuống vẻ mặt phức tạp khác thường ông ta dĩ nhiên đã sớm biết tin nhi tử chết thiệu liếu nhi cũng buồn bã sau khi nàng ra tù mới biết chuyện huynh trưởng phản bội nước tấn sau khi chuyện bại lộ cuối cùng lại uống thuốc độc tự sát. Không quan tâm trước kia thế nào, dù sau khi gặp rủi ro, là huynh trưởng đứng ra bảo vệ cho cả nhà bọn họ. Trải qua tang thương, lên lên xuống xuống mới biết thân tình mới là quý giá nhất, bây giờ thiếu một phần thân tình, nhớ tới ca ca từ nhỏ luôn đối xử tốt với mình, nàng cũng lại rơi lệ. Ôi, tự làm bậy, không thể sống được, thiệu đăng vân ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, vẻ mặt bi ý. Quản gia dương song chấn nước nở nói, đều do lão nô gửi thư trễ, nếu như sớm gửi thư cho vương gia để vương gia nói chuyện với nước tấn trước khi phát động tấn công thì có lẽ đại công tử không đến mức rơi vào kết quả như vậy. Thiệu Đăng Vân chợt quay đầu nhìn về phía y, người nói gì? Người gửi tin cho vương gia, chuyện gì xảy ra, lão nô chỉ muốn cầu xin cho đại công tử. Dương Song nói chuyện lúc trước đã viết thư cho Thương Triều Tông. Hạo chân được nghe, vẻ mặt thoáng thay đổi và nhíu mày. Hắn ta tương đối mẫn cảm trên phương diện này, lặng lẽ liếc nhìn phản ứng của Thiệu Đăng Vân vẻ mặt thiệu đăng vân cũng lập tức thay đổi, trầm giọng nói, ai cho người tự ý cầu xin vương gia. Lão phu trấn giữ Bắc Châu, trong tay nắm giữ trọng binh, vương gia ở tiền tuyến phía tây giao chiến cùng nước tấn, khi đó người đưa thư cho vương gia là muốn làm gì. Muốn cho người khác tưởng nhầm lão phu ỉ vào trọng binh trong tay mà nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, áp chế vương ra sao. Dương song cũng kinh sợ, vội nói, lão ra yên tâm, trong thư lão nô nói rõ là lão nô tự mình làm chủ, không có liên quan gì với lão ra. Giấu đầu hở đuôi, ngươi là quản gia của lão phu, ai có thể chứng minh không có liên quan gì với lão phu? Khốn kiếp, Thiệu Đăng vân phẫn nộ mắng, sau đó vung tay lên, mà thôi, mà thôi. Ông ta còn có thể nói gì? Gửi tin về giải thích với Thương Triều Tông sao? Thương Triều Tông có thể tin thì tất nhiên sẽ tin, nếu không tin có giải thích thế nào cũng vô dụng, càng giải thích càng phiền phức. Ông ta vẫn có việc quân bận rộn nên sai người ta an bài chỗ nghỉ cho đám người Thiệu Liễu Nhi. Chuyện khác chờ sau khi chiến sự kết thúc lại nói sau. Sau khi ổn định chỗ ở, Thiệu Liễu Nhi lại có tâm tư khác. Bây giờ nàng đã không phải đại tiểu thư năm đó, đã lập gia đình, nên lo lắng cho nhà mình. Nàng bắt đầu suy nghĩ bảo phụ thân nên cưới vợ, muốn Thiệu Đăng Vân lại sinh ra nhi tử. Thân phận cả nhà nàng cùng tình cảnh của bản thân trước đó rất xấu hổ, Thiệu Đăng Vân lớn tuổi lại không có nhi tử. Một khi Thiệu Đăng Vân mất, tình cảnh nhà nàng sợ là sẽ không ổn định, nàng không có tư cách đại biểu cho Thiệu gia chủ yếu vì Hạo Trân đã từng là hoàng đế của Tề Quốc, quá nhạy cảm, sợ rằng có không ít người hy vọng cả nhà nàng nhanh chóng biến mất ở trong năm tháng. Cho nên Thiệu Đăng Vân không thể không có nhi tử, chỉ cần Thiệu Gia còn có con cháu, cho dù con cháu nhỏ tuổi nhưng Thiệu Gia vẫn còn. Nể tình công lao của Thiệu Gia và ảnh hưởng của Thiệu Đăng Vân ở trong quân, có Thiệu Gia che chở, cả nhà nàng ít nhất sẽ không phải chịu khổ sở. Trải qua chuyện bị làm nhục ở kinh thành nước tấn, nàng quá rõ tầm quan trọng của có một gia thế bối cảnh làm chỗ dựa hoàn cảnh sinh tồn của một người, từng trải của một người sẽ có ảnh hưởng và biến hóa lớn đối với người đó. Bên ngoài một sơn động, Tuyết Lạc Nhi ôm con khóc nghẹn ngào. Bạch vô nhai chờ ở bên cạnh một lúc, cuối cùng không nhịn được, quát với bên trong sơn động, xuyên dính, lập tức đi ra. Bên trong động truyền đến tiếng bi ai của xuyên dính, ta không đi, các người đi đi, cứ để cho ta ở lại thánh cảnh. Bạch vô nhai tức giận nói, liên lụy tới tính mạng của nhiều người như vậy, làm sao có thể tùy ngươi được. Ngươi không đi, Chúng ta đều sẽ bị ngươi liên lụy. Ngươi lập tức đi ra, bằng không đừng trách ta dùng sức mạnh." Xuyên Dĩnh buồn bã nói, "Bạch tiên sinh, van xin ngài hãy để cho ta tự sinh tự diệt." Bạch Vô Nhai phất tay, "Đi, bắt hắn đi ra cho ta." Phía sau lập tức có hai người nhanh chóng xông vào bên trong động, bên trong động vang lên tiếng kêu kinh ngạc của Xuyên Dĩnh không, tiếp theo ầm một tiếng vang dội. Bên trong động lập tức yên tĩnh, chẳng bao lâu, một người bước nhanh ra và kinh ngạc không hiểu nói, "Tiên sinh, Xuyên Dĩnh hắn" hắn cuối cùng lại một trường đập vỡ mặt mình tự sát a à, bạch vô nhai kinh sợ tuyết lạc nhi trợn tròn mắt nhìn phía sau có người kéo một người đi ra lôi ra một người bị che kín đầu vải che mặt đầy máu tươi bạch vô nhai tiến lên và vén vải che chỉ thấy xuyên dĩnh máu thịt mơ hồ đâu còn có thể thấy rõ gương mặt máu tươi còn đang chảy ra không tuyết lạc nhi rên rỉ một tiếng ôm con quỳ ngồi ở trước thi thể lắc đầu khóc ta đã từng nói sẽ không ta đã từng nói sẽ không vậy mà cuối cùng nàng không thể nhìn thấy hình dáng xuyên dính. Hắn không muốn gặp nàng, trốn ở bên trong động nói chuyện với nàng, chỉ nói nguyên nhân là vì nhân chu nhan đan nên hình dạng vốn rất xấu xí. Nàng nói không ngại, nhưng xuyên dĩnh không có cách nào đối mặt với nàng, nhất quyết không chịu đi ra gặp nàng. Bây giờ còn tình nguyện tự sát hủy dung cũng không để cho nàng nhìn thấy mặt hắn, tuyết lạc nhi vĩnh viễn không biết chồng mình vốn có bộ dạng thế nào. chương 2334, Mạch Thượng Người Như Ngọc, Tiên Sinh Đời Vô Song một Bạch vô nhai thả vải che và chậm rãi đứng lên, bối rối lắc đầu, đại nam nhân xấu thì sao chứ? Có thể xấu đến tự sát thì quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ta, hôm nay coi như ta đã có thêm kiến thức, tuyết lạc nhi ôm con khóc giống lên, khóc tới xé tim xé phổi, đứa trẻ kinh sợ cũng khóc lớn. Người trốn ở các nơi trong thánh cảnh đều đi ra, cũng được bảo đảm, chỉ cần đi theo rời khỏi vực thứ năm, bảo đảm không truy cứu bất cứ trách nhiệm nào trước đó nữa. Ban đầu, Người của vô song thánh địa đi ra nhất nhanh, bọn họ có chỗ dựa nên không sợ. Bên trong sơn trang mau lư, sáu đệ tử vội vàng chạy tới, đồng thời đối mặt với lữ vô song bái kiến, tham kiến thánh tôn. Lữ vô song hờ hững nói, ở đây không có thánh tôn nào cả. Sáu người nhìn nhau, lại đồng thời sửa lời nói, tham kiến sư tôn. Mà thôi, lữ vô song vung tay áo, an du nhi, sư tôn, tiếp theo nên hành sự như thế nào, vẫn mong sư tôn bảo cho biết. Lữ vô song nói, người và Liễu Phi Tinh ở lại, chịu trách nhiệm liên hệ, những người khác tiếp tục tổ chức rút lui tới vực thứ năm. Nàng phất tay ra hiệu cho bọn họ chấp hành. Vâng, mọi người nhận lệnh, cũng không ai dám không theo. Bọn họ thậm chí không biết trên thân Lữ vô song rốt cuộc phát sinh chuyện gì, cũng không biết tu vi của nàng bị phế bỏ, nhưng nhìn ra được nàng ở trong sơn trang Mao Lư cũng là người có địa vị. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, bọn họ cũng không quan tâm, tuân mệnh chấp hành là được có đi tới vực thứ năm hay không cũng không sao cho dù đi vực thứ năm có lữ vô song ở đó thế lực ban đầu của vô song thánh địa cũng chính là một phần của sơn trang mao lư không cần lo lắng gì cả liễu phi tinh và an du nhi ở lại viện dành cho khách ở bên ngoài sơn trang những người khác nhanh chóng rời đi đi cùng những người này còn có đám người hắc phân coi như là mượn phi cầm tọa kỵ của vô song thánh địa ở bên trong nhà thủy tạ tần quan và kha định kiệt nhìn thấy nghiêu hữu đạo thì có chút hưng phấn bước nhanh tới trước những người khác bái kiến, đệ tử bái gặp trưởng lão. Tới rồi à, như hữu đạo cười và bỗng than thở, cũng không cần ở lại chỗ của ta làm gì. Các ngươi trở về đi, quay về tử kim động đi. Hai người nhìn nhau, tần quan nói, trưởng lão, hai đệ tử nguyện tiếp tục đi theo hầu hạ bên canh trưởng lão. Như hữu đạo lắc đầu, ở chỗ này của ta, các ngươi sẽ không có địa vị gì, không hưởng được phúc gì đâu. Các ngươi quay về tử kim động, sau này tử kim động còn cần các ngươi để quan hệ lui tới với Sơn Trang Mao Lư, đó là địa vị ưu đãi của ta dành cho các ngươi, coi như báo đáp mà các ngươi nên được. Các ngươi đi đi, hắn quay đầu phất tay ra hiệu cho đoạn hổ sắp xếp một con phi cầm tỏa kỵ cho hai người. Đoạn hổ mời hai người đi cùng mình, hai người không thể làm gì khác hơn là từ biệt, có chút không nỡ nhưng cũng biết có tầng quan hệ với ngưu hữu đạo, sau này bọn họ có thể sống tốt ở tử kim động. Đạo gia, hỏa phượng hoàng đi tới và tiến lên hành lễ, trong lòng nàng hẳn đang vội đi gặp nam nhân của mình, đi đi. Không cần phải để ý tới ta ngưu hữu đạo trêu chọc một câu lại nháy mắt ra hiệu cho ngô tam lưỡng bảo hắn dẫn hỏa phượng hoàng đi ngô tam lương biết ý của hắn nên luôn chú ý tới hỏa phượng hoàng không thể để cho hỏa phượng hoàng có cơ hội giải trừ cấm chế trên người côn lâm thụ mà hắc vân sau đó mới cười ha ha dẫn theo mấy vị trưởng lão hồ tộc qua bái kiến mấy vị lần đầu tới nhân gian nên đều rất hưng phấn sau khi trò chuyện một lúc lâu Nghiêu Hữu Đạo lấy từ trên tay Viên Cương một thước đo kim loại lớn với đường vân phong cách cổ xưa đưa cho Hắc Vân, đây là lượng thiên xích thần khí trấn quốc của nước Tấn ngày trước. Các ngươi mang về hồ tiên cảnh đi. Hoang Trạch Tử Địa đột một xuất hiện tòa tháp, trên đó có vết lõm. Các ngươi cắm lượng thiên xích vào, lối đi giữa hồ tiên cảnh và nhân gian lối sẽ tự chặt đứt, từ nay về sau hồ tiên cảnh quay về hồ tộc, ta xem như đã thực hiện lời hứa với lão tộc trưởng. Nhắc tới lão tộc trưởng, vẻ mặt đám người Hắc Vân có chút buồn bã. Lúc này Ngưu Hữu Đạo đổi chủ đề, đương nhiên, bây giờ còn không thể chặt đứt lối đi của hai giới, chờ tu sĩ ở bên trong đều rút lui đã. Sau khi các ngươi trở về, lập tức phát động tất cả hồ tộc đi tới các nơi trong hồ tiên cảnh kiểm tra, chỉ cần phát hiện ra tung tích của tu sĩ nhân loại, lập tức báo lại, chỗ ta sẽ phái người đi quét sạch. Đợi đến khi lối đi của hai giới bị chặt đứt, chính các người cũng phải cảnh giác và đề phòng, không ai dám bảo đảm người trốn ở bên trong có thể rút lui hết. Hắc Vân gật đầu, được. Chúng ta sẽ làm theo phân phó của đạo gia." Nói lời đã rất khách sáo, sau đó vẻ mặt lại có chút do so dự. Nghiêu Hữu Đạo đã nhìn ra, có chuyện gì cứ việc nói. Hắc Vân nhìn xung quanh rồi nói, "Lúc ta tới đây, trên đường không hề dừng lại, sau khi ra khỏi hồ tiên cảnh lại tới thẳng đây, chúng ta còn chưa thật sự xem qua dáng vẻ của nhân gian, nếu đi ra, chúng ta muốn xem thử ồn ào náo nhiệt của nhân gian có ý gì, sau này cũng tiện nói với hồ tộc, còn muốn mang ít đồ của nhân gian trở lại." như hữu đạo cười vậy các ngươi cũng xem thử đi dù sao đợi đến khi khắp nơi đều rút khỏi hồ tiên cảnh cũng phải mất một thời gian nữa các ngươi có thể nhân cơ hội này xem thật kỹ tuy nhiên có một điểm sau khi xem qua đều phải đi về tu sĩ nhân gian không ở lại hồ tiên cảnh hồ tộc cũng không thể ở lại nhân gian đám người hồ tộc có chút hưng phấn hắc vân nói được chỉ nhìn thôi tuyệt đối sẽ không về như hữu đạo chỉ vào lượng tiên xích trên tay hắn còn cái này nữa nếu như muốn đi đi dạo nhân gian thì tạm thời để vật này lại, chờ các ngươi trở lại hãy mang đi. Nhân gian khó lường, nếu như mất lượng thiên xích này, lối đi giữa hai giới sẽ không có cách nào cắt đứt nữ, tương lai khó bảo toàn sẽ không còn có tu sĩ nhân gian lại xông vào hồ tiên cảnh làm ác. Không chỉ vì nguyên nhân này, nếu lối đi mấy giới ngoài vực thứ năm không có cách nào chặt đứt, lối đi của vực thứ năm cùng nhân gian cũng không có cách nào chặt đứt được, chuyện này không thể qua loa được. Được, lúc này Hắc Vân lại dâng lên lượng thiên xích, viên cương tiến lên nhận trở lại. Hắc Vân lại nghi ngờ, đạo gia sở có tu sĩ bước vào hồ tiên cảnh làm ác. Không phải nói tất cả tu sĩ đều phải rời tới vực thứ năm sao. Như hiểu đạo không nói rõ nguyên nhân cụ thể, cũng giống như hồ tiên cảnh vậy. Tu sĩ nhân gian quá nhiều cũng không thể bảo đảm không có người ẩn nấp, không thể bảo đảm tất cả đều đi hết. Thì ra là thế, đám người Hắc Vân hiểu rõ, trong lòng tất nhiên cũng nghiêm túc đối với chuyện này hơn. Mà sau đó Nghiêu Hiếu Đạo lại cho người an bài mấy con phi cầm tòa kỵ, phái người tự mình đi cùng đám người hồ tộc dạo qua nhân gian, xem những nơi phồng hoa ở đây. Lần đi xem này đã tốn khoảng nửa tháng, đám người Hắc Vân không quay về Sơn Trang mau Lư mà mang theo một đống đồ chọn mua từ nhân gian rồi về thẳng Thánh Cảnh. Người đi cùng chuyển lời cho Ngưu Hữu Đạo, Hắc Vân cho rằng Ngưu Hữu Đạo nói có đạo lý, hắn tạm thời không cầm lượng thiên xích vì sợ có sơ suất. Đợi đến khi hồ tộc hoàn toàn lúc soát hồ tiên cảnh một lượt lại đến lấy lượng thiên xích cũng không muộn mà tất cả yêu hồ bên trong hoang trạch tử địa gần như đều được phái ra, đi khắp nơi trong hồ tiên cảnh để lục soát, xem có nhân loạn ẩn nấp không. Đợi cho mấy đại thánh địa còn sót lại toàn diện rút lui khỏi đó, hồ tộc vẫn chưa phát hiện ra có tu sĩ nhân gian nào bỏ trốn, ít nhất bản thân bọn họ không phát hiện ra. Hồ tộc gửi thư tới, biểu thị có thể cắt đứt, nhiều hữu đạo không để cho hồ tộc đi một chuyến nữa. chương 2335, mạch thượng người như ngọc, tiên sinh đời vô song hai. Thánh đảo, lối vào đi thông với thánh cảnh đã bị yêu tu bốn biển canh giữ. Bên trong thành, Nhiêu Hữu Đạo lại gặp mặt đám người Hắc Vân. Các trưởng lão hồ tộc gần như đến đông đủ, lần này Nhiêu Hữu Đạo tự tay giao lượng thiên xích đến trên tay Hắc Vân, cũng tự mình từ biệt hồ tộc. Hắc Vân giơ hai tay nhận, ít nhiều có chút xúc động, đạo ra, tương lai còn có cơ hội gặp lại không? Nhiêu Hữu Đạo cười nói, ta không biết, chỉ mong không gặp lại. Đúng rồi, là phương phỉ, các người không dự định để cho nàng trở lại nhân gian sao? Đến nay, La Phương Phỉ vẫn đang ngủ say, cũng không biết tới năm nào tháng nào mới có khả năng tỉnh lại. Hắc Vân nhìn đám trưởng lão hồ tộc xung quanh, trên gương mặt đầy khổ sở nói, vẫn để cho nàng ở lại hồ tiên cảnh đi. Trên người nàng có huyết mạch hồ tộc, có huyết mạch của lão tộc trưởng. Truyền thừa của lão tộc trưởng đã bị chặt đứt, hồ tộc chúng ta vẫn ôm chờ mong với nàng, không muốn để nàng rời đi, cũng nhất định sẽ cố gắng chăm sóc cho nàng. Mẫu thân, phụ thân, trưởng phu của nàng đều ngủ ở trong hồ tiên cảnh, cần gì phải để cho nàng một mình ở lại nhân gian, ngài nói có đúng hay không? Giọng điệu có phần khẩn cầu, như hữu đạo nghe xong khẽ gật đầu, theo ý các ngươi thôi. Bây giờ chúng ta phải nói lời tạm biệt rồi, đi đi. Hắc Vân cầm lượng thiên xích và lùi lại mấy bước, bỗng nhiên quỳ xuống, lây yên tục dập đầu ba cái trước như hữu đạo. Một đám trưởng lão hồ tộc thấy thế cũng quỳ xuống, tất cả đều thi nhau dập đầu lại như hữu đạo ba cái. Như hữu đạo cười lắc đầu nhưng không nói gì. Đám người Hắc Vân cũng không nói gì, tất cả đều im lặng, sau khi đứng dậy trực tiếp dẫn một đám người xoay người rời đi. Sau khi bước vào giữa sòng ánh sáng dao động, Hắc Vân dừng bước quay đầu. Một đám trưởng lão hồ tộc cũng dừng bước quay đầu, Hắc Vân lại khom lưng chào, như hữu đạo khẽ gật đầu. Lúc này Hắc Vân mới xoay người dẫn theo một đám người biến mất ở trong sóng ánh sáng đó. Như hữu đạo vẫn chưa rời đi, ở tạm bên trong thành. Sau hai ngày, trong thiên địa nổ mạnh một hồi, sóng ánh sáng bên trong dạng thành chấn động kịch liệt một hồi rồi đột nhiên co lại, hóa thành một điểm nhỏ và biến mất. Lối đi thông với hồ tiên cảnh đã tồn tại mấy trăm năm đến đây đã bị cắt đứt, sẽ không còn gặp lại nữa. Một đám yêu tu canh thủ ở chỗ này đều ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng có chấn động, biết lối đi của nam giới sắp bị chặt đứt là chuyện là thật. Nghiêu hữu đạo bước đi thông thả tới nơi sóng ánh sáng biến mất, sau khi nhìn quanh, hắn chắp tay nhìn trời cao một lúc mới giơ tay lên, chỉ linh trong tay lay động, một con phi cầm tỏa kỵ bổ nhào xuống. Nghiêu hữu đạo lắc mình nắm lấy cánh tay của Ngân Nhi và bay tới trên thân phi cầm tọa kỹ, cưỡi nó bay lên không. Sơn Trang Mao Lư, viên cương đang ở trong đình viện của Nghiêu hữu đạo tự mình chấn giữ trượt quay đầu, chỉ thấy quản phương Nhi và vân cơ lần lượt đi ra. Viên cương lập tức xoay người ninh đón, ân cần nói thế nào. Hai người quản, vân cười quay đầu nhìn lại, viên cương cũng nhìn lại. Chỉ thấy trong phòng có một người chậm rãi đi ra, đó chính là Thương Thục Thanh. Lúc này, gương mặt Thương Thục Thanh càng thêm xinh đẹp, làn da càng thêm mềm mại như trẻ đi vài tuổi vậy. Sau khi ra ngoài nàng hơi cúi người chào hỏi viên cương, viên gia. Không cần nhiều hỏi, nhất định là thành công rồi. Nhưng viên cương vẫn không nhịn được hỏi hai người quản, vân, sao lại lâu như vậy? Theo những gì được biết, lợi dụng vô lượng quả để đắp nặn cơ thể thì chỉ cần một tháng là đủ, lần này lại tốn hết ba tháng, nếu không phải biết trong mật thất vẫn còn tiếp tục, bên ngoài gần như cho rằng đã xảy ra chuyện gì. Quản phương nghi than thở, hai chúng ta đi cảm nhận thân thể người khác, phải cẩn thận từng chút một chú ý cho đám quận chúa tẩy tủy phạt kinh, người có biết mệt thế nào không hả? Căn bản không thể nhanh được, thương thuộc thanh nghe vậy liền sợ hãi, hạ thấp người hành lễ, đã khiến cho hai vị tỷ tỷ phải vất vả rồi, thanh nhi thật sự không biết nên cảm ơn thế nào. Vân cơ cười nói, đừng nghe nàng khoe công, quận chúa đi cảm nhận cơ thể của mình xem có gì khác thường không. Nếu có gì không bình thường thì lập tức nói cho chúng ta biết, nhân lúc dược tính còn chưa hoàn toàn vững chắc, có vấn đề chắc hẳn còn kịp điều trị. Thương Thục Thanh nói dạ rồi nhìn bốn phía xung quanh lại dò hỏi, đạo ra đâu? Viên cương, đạo ra có việc phải ra ngoài, cũng sắp trở về rồi. Hắn ta vốn phải bồi đi cùng, nhưng bên trong Sơn Trang Vân Cơ và Quản Phương Nhi đều có chuyện vướng chân, cần phải có người đắc lực tự mình chấn thủ, cho nên Nhiêu Hữu Đạo không làm cho hắn ta cùng đi. Quản Phương Nhi, quận chúa nghe lời Vân Cơ ra ngoài hoạt động một chút, cảm nhận thân thể mình xem có chỗ nào không ổn không. Bản thân nàng cảm nhận mới tốt chúng ta dùng pháp lực điều tra không thể hoàn toàn thay thế được đâu. Thương Thục Thanh lại dạ rồi hạ thấp người với ba người hành lễ, sau đó mới rời đi. Lúc này, Quản Phương Nhi mới nổi giận nói, chờ đạo gia trở về, nhất định phải bắt hắn cố gắng bồi thường chúng ta, vì nữ nhân của hắn mà làm hai chúng ta mệt muốn chết. Viên Cương lạnh lùng một câu, đạo gia hy sinh còn lớn hơn các nàng. Quản Phương Nhi xì một tiếng nói, chúng ta mệt nhọc, hắn ngồi hưởng thiếu nữ xinh đẹp, hắn hy sinh cái gì? viên cương liếc mắt nói một câu nàng thật sự cho rằng trên đời này còn có viên vô lượng quả thứ hai sao hắn ta nói dứt lời liền nhanh chóng rời đi quản phương nhi và vân cơ lập tức khiếp sợ tới mức ngây người bọn họ đều không ngốc nghe vậy là hiểu được hắn ta có ý gì đột nhiên quản phương nhi bước nhanh rời đi trực tiếp tìm côn lâm thụ hỏi thăm từ sau khi côn lâm thụ lấy trộm vô lượng quả đã ở lại bên hồ tộc nên chắc chắn phải biết rõ ngân cơ đã sử dụng vô lượng quả hay không tuy nhiên côn lâm thụ không rõ quản phương nghi hỏi điều này có ý gì không đợi y hỏi quản phương nghi dường như chấn động đã chạy đi mà lúc này nghiêu hữu đạo vừa mới trở về đang gặp mặt viên cương nghe nói thương thục thanh tẩy tủy phạt kinh thành công hắn đang vui mừng thì quản phương nghi và vân cơ cùng chạy tới ngăn cản ở trước mặt hắn quản phương nghi giận dữ hỏi vì sao ngươi lừa chúng ta nghiêu hữu đạo kinh ngạc ta lừa các nàng chuyện gì vân cơ vô lượng quả chỉ còn một quả đó vậy bản thân phải làm thế nào Nghiêu hiểu đạo còn tưởng là chuyện gì, bình tĩnh nói cái này không quan trọng. Ngươi, quản phương nghi chỉ vào hắn, bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Vị này đã đến cửa ải đột phá Nguyên Anh Kỳ, cảnh giới mà tu sĩ trong thiên hạ tha thiết ước mơ, bao nhiêu người bởi vậy đánh tới ngươi chết ta sống, hắn lại có thể từ bỏ vào giây phút cuối cùng, sao hắn có thể hạ quyết tâm này vậy? Bọn họ quả thực khó có thể tin nổi, cũng rất đau lòng. Nhưng việc đã đến nước này, dùng cũng đã dùng hết, nói gì nữa cũng vô dụng nàng chỉ có thể không nhìn được dẫm chân một cái xem như ngươi lợi hại sau này quận chúa biết được sợ rằng cũng bị ngươi làm cho cảm động đến chết nghiêu hữu đạo không cần nàng cảm động nàng không cần biết chuyện này các ngươi hãy quản tốt miệng các ngươi vĩnh viễn không được nói cho nàng biết hai người quản vân bất đắc dĩ nhìn hắn viên cương im lặng nghiêu hữu đạo nhìn trái nhìn phải quận chúa đâu hắn cũng muốn xem thử thương thục thanh bây giờ thế nào viên cương các nàng bảo nàng cảm nhận cơ thể hình như nàng đi ra bên ngoài sơn trang rồi. Như hữu đạo a một tiếng, lập tức xoay người đi ra ngoài. Khi đến cửa sơn trang, hắn nhìn thấy thương thục thanh đang đuổi theo bướm bên bờ ruộng. Chùa Nam Sơn có dọn một mảnh đất để trồng rau. Đám người viên phương trở về đã gieo hạt ở vùng đất hoang này, khiến nó xanh dần. Tuy nhiên lúc này viên phương không ở trong sơn trang Mao Lư. chương 2336, Giao Phú của Cha Hổ. Khi được biết sắp đi vực thứ năm, viên phương dẫn theo hai người đòi một con phi cầm tòa kỵ rồi chạy khắp nơi hy vọng trước khi mình rời đi có thể tìm được địa bàn thích hợp lý tưởng xây dựng lại chùa nam sơn cảm giác cơ thể nhẹ nhàng khiến thương thục thanh vui mừng vĩnh viễn giữ lại tuổi thanh xuân sao có thể làm nữ nhân nào mất hứng được chợt thấy có người từ trên cao hạ xuống thương thục thanh quay đầu nhìn thấy là ngưu hữu đạo phát hiện hành vi của mình có chút phóng túng thì lập tức ngượng ngùng đạo ra ngưu hữu đạo cầm kiếm cười hỏi cảm giác như thế nào ở cửa sơn trang vân cơ vô cùng xúc động nói vị quận chúa này đã khổ nhiều năm như vậy lần này lại được đạo gia sủng ái trước đây có chịu khổ nhiều hơn nữa cũng đáng gặp gỡ nam nhân có tình có nghĩa như vậy quận chúa không uổng đã sống trên cuộc đời này đúng là khiến cho nữ tử trong thiên hạ ao ước muốn chết quản phương nghi càng xúc động hơn nàng lại thích những chuyện tình yêu tốt đẹp nhìn nam nữ đứng bên bờ ruộng cười nói ống tay áo tung bay nàng có chút phiền muộn nói mạch thượng người như ngọc tiên sinh đời vô song Ngân Nhi một mình chạy xuống sườn núi, trong tay nải nhỏ để đồ ăn cũng chạy tới chỗ bờ ruộng, tới trước mặt Ngưu Hữu Đạo và Thương Thục Thanh tham gia náo nhiệt. Không bao lâu, Ngưu Hữu Đạo và Thương Thục Thanh lại dẫn Ngân Nhi theo đuôi quay trở về. Bên ngoài sơn trang, quản phương nghi cụt một tay kéo cánh tay Thương Thục Thanh và ra hiệu cho nàng ở lại một lát. Viên cương quay đầu liếc nhìn rồi xoay người đi theo Ngưu Hữu Đạo vào bên trong sơn trang. Vẻ mặt quản phương nghi phức tạp khác thường nhìn chằm chằm vào thương Thục thanh khiến nàng có chút ngượng ngùng, hỏi, Hồng Tỷ, sao vậy? Quản Phương Nhi buông tiếng thở dài, hỏi cơ thể cảm giác thế nào? Có chỗ nào khó chịu không? Thương Thục Thanh, cảm giác rất tốt, cơ thể mềm mại, khí tức khoan khoái, cảm giác thoải mái nhất từ trước tới nay. Ngay cả khứu giác cũng nhạy hơn hơn rất nhiều, ta có thể ngửi được mùi cỏ thơm trên đồng ruộng, cũng không phát hiện ra cơ thể có bất kỳ khó chịu nào. Vân cơ gật đầu, vậy là tốt rồi, cũng không còn có vấn đề gì nữa rồi. Quản phương nghi kéo thương thục thanh tay, quận chúa, cả đời này ta đã có rất nhiều lựa chọn sai lầm nhưng lựa chọn chính xác nhất chính rời khỏi tề kinh đi theo đạo gia đến cuối cùng ta rất hài lòng hắn không để cho ta thất vọng ta không ở cùng nhầm người giá trị của mấy năm nay thế nào nàng hiểu chứ thương thục thanh không biết vì sao đang yên đang lành mà nàng phải nói chuyện này cái hiểu cái không khẽ gật đầu quản phương nghi rất nghiêm túc nói cho nàng biết quận chúa đạo ra ngoài mặt lãnh đạm tình cảm của hắn chỉ là vẫn bị lý trí áp chế hắn đối với nàng thật sự rất tốt trên đời này nàng đại khái không tìm được nam nhân nào tốt với nàng hơn hắn đâu vương gia vương phi đối với nàng cũng không tốt được bằng hắn thậm chí là phụ mẫu của nàng cũng không tốt với nàng bằng hắn đâu có một số việc bây giờ nàng đại khái không rõ nhưng cuối cùng sẽ có một ngày nàng hiểu rõ quận chúa tuyệt đối phải quý trọng không thể phụ đạo ra bằng không hồng nương ta sẽ không bỏ qua nàng nghe nàng nói nghiêm trọng như vậy thương thục thanh chố mắt nhìn bây giờ nàng thật sự không biết có chuyện gì xảy ra chỉ ngượng ngùng ư một tiếng, xem như là đáp ứng. Quản phương nghi biết nàng vẫn chưa rõ nhưng có một số việc thật sự không tiện nói ra, loại bỏ nhân tố nhằm vào cá nhân thương thuộc thanh, đạo gia bảo bọn họ quản tốt miệng mình thì nhất định phải có nguyên nhân. Nếu như để cho khác người biết đạo gia vĩnh viễn không có cơ hội lại đột phá đến nguyên anh kỳ, dễ dàng khiến cho người ngoài sinh lòng bất chính, chỉ sợ bản thân đạo gia cũng sẽ có nguy hiểm. Cuối cùng, quản phương nghi cười thả nàng ra, bảo nàng đi nghỉ ngơi. Sau khi nhìn theo nàng dẫn theo Ngân Nhi rời đi, Vân Cơ buồn bã than thở, vị đạo gia này của chúng ta đúng là quá hào phóng, ngay cả cái này cũng có thể bỏ qua được. Ít nhất ta làm không được. Quản Phương nghi quay đầu nhìn nàng, nàng quên viên vạn thú linh châu kia là ai cho nàng sao? Nàng có ngày hôm nay cũng là nhờ hắn thành toàn, hắn thành toàn cho chúng ta, duy nhất chỉ có mình. Viên mắt nàng đỏ hoe, giọng điệu có chút nghẹn ngào và nói không được nữa. Vân Cơ im lặng, tâm tình cũng rất nặng nề, trở lại viện của mình. Nhiều hữu đạo phân phó viên cương một tiếng lối đi giữa thánh cảnh và nhân gian đã bị chặt đứt cũng nên tạo áp lực cho các nơi rút lui nhanh hơn truyền tin tức ra ngoài đi lại qua ít ngày thương thục thanh quan tâm tới chiến sự ngoài tiền tuyến nên chủ động xin đi giết giặc muốn dẫn đầu 10 vạn nha tương đi tới trợ giúp cho thương triều tông một tay nhưng nàng bị, bị Nhiều hữu đạo ngăn cản thương triều tông chỉ huy binh lực mấy nước bao vây tấn công nước hàn đã chiếm ưu thế tuyệt đối rồi ý của nghiêu hữu đạo vẫn là để cho thương triều tông tự mình đi đánh để cho tất cả mọi người nhìn thấy cho dù y không có 10 vạn nha tương giúp đỡ, cũng có thể bình định những kẻ gây rối. Nói cho cùng, hắn vẫn phải trải đường cho sau này. Tin tức lối đi thánh cảnh và nhân gian bị chặt đứt vừa được truyền ra, không ít thế lực còn cố ý phái người đi thánh đảo để xác nhận. Sau khi xác định tình hình đúng như vậy, xác nhận lối đi tồn tại mấy trăm năm thật sự bị cắt đứt, thiên hạ chấn động, các nơi chuẩn bị rút lui không dám tùy ý qua loa nữa. Đợi đến khi tình thế đạt được một điểm nhất định điểm, Quản Phương Nghi nhận được sự sai khiến của Ngưu Hữu Đạo đã rời khỏi Sơn Trang mau Lư lao tới Thiên Đô Bí Cảnh. Một hồ nước xanh thẳm bên trong Thiên Đô Bí Cảnh có một tòa kim tự tháp đứng vững. Quản Phương Nghi khiêng đồ rơi vào đỉnh tháp, cẩn thận gác trang bị do Ngưu Hữu Đạo tự tay thiết lập ở phía trên. Mà sau khi thò tay vào trong hồ nước tìm cái rãnh, sau đó cẩn thận cắm từng chút một thứ trượng kim loại cổ xưa vào phía trên. Chỉ nghe bên trong có tiếng nước tí tách, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, Quản Phương Nghi nhanh chóng bay ra khỏi đó sau khi vội vàng ra khỏi thiên đô bí cảnh quản phương nghi vẫn không rời đi mà canh giữ ở thiên cốc chờ đợi món trang bị do nghiêu hữu đạo thiết lập thật ra chính là một trang bị cân đối đơn giản giọt nước tập trung đến một lượng nhất định cân bằng bị phá tan khe rãnh hạ xuống tiên trượng nằm bên trong trang bị sẽ tự mình cắm vào bên trong vết lõm của kim tự tháp trên trang bị có bôi máu tươi của viên cương đề phòng có động vật gì quấy nhiễu xuất hiện chuyện ngoài ý muốn mãi đến khi trang sáng nhô lên cao trong thiên cốc mới nổ mạch sương mù dày đặc tập trung không tan bắt đầu điên cuồng phun ra mãnh liệt, cuối cùng giống như bị hố đen hút ra, hóa thành một điểm đen và biến mất ở trong không trung, lại không còn bất cứ dấu vết gì, lại lộ ra vách đá kia. Quản phương nghi còn đi tới trước vách đá nhiều lần điều tra, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì mới bay khỏi đó, quay trở về Sơn Trang Mao Lư nhận lệnh. Vì vậy nghiêu Hữu đạo lại cho truyền tin tức ra ngoài. Lối đi giữa thánh cảnh cùng nhân gian vừa chặt đứt không bao lâu, thiên hạ còn đang trong chấn động, đột nhiên lại truyền tới tin tức liên hệ giữa thiên đồ bí cảnh cùng nhân gian bị hoàn toàn chặt đứt, thế gian đã không còn linh loại nữa. Một đợt chấn động xông vào lòng người, khiến mọi người không còn nhiều thời gian để ở lại nữa. Tán tu ở các nơi trong thiên hạ trên cơ bản đã bị các môn phái lớn trong giới tu hành tập trung gần như đầy đủ, nhân gian cũng triển khai toàn diện một lần nhằm vào các tu sĩ ẩn nấp. Các nhân mã thế tục cùng lực lượng tu sĩ các phái phối hợp cùng hành sự. Cho dù nước Hàn còn đang trong tình trạng giao chiến cũng đang toàn lực phối hợp, không phối hợp sẽ rước lấy sự trừng phạt nghiêm khắc của lực lượng tu sĩ thì càng phiền toái hơn. Chương 2337, đạo gia, ta không muốn trở về một. Sơn Trang Mao Lư cũng nói rõ, cho dù tu sĩ các nơi rút lui nhân gian, thiên hạ vẫn sẽ tiến hành loại bỏ các tu sĩ ẩn nấp và còn tiếp tục kéo dài nữa. Đừng tưởng rằng những tu sĩ khác đi thì mình có thể ngang ngược không chút e ngại, làm mưa làm gió. Trước hết hãy suy tính xem mình có phải là đối thủ của nhân gian hay 10 vạn nha tương hay không. Nói tóm lại một câu, từ nay về sau, nhân gian không có nơi nào để cho tu sĩ sông yên ổn cả. Ở dưới uy hiếp như vậy ép xuống, thế lực còn sót lại của ô thường rơi vào đường cùng cuối cùng phải xuất hiện. Hắc thạch chủ động tới sơn trang mau lư, bên trong nhà thủy tạ, hai tay hắc thạch dâng thôn thiên hoàn tinh mỹ và cẩn thận quan sát phản ứng của Ngưu hữu đạo, trong lòng vẫn lo lắng không yên. Đương nhiên, trước khi tới y cũng đã âm thầm gửi thư cho sơn trang mau lư, hỏi trước xem lời hứa hẹn có còn hiệu lực hay không, sau khi xác nhận còn hiệu lực, y mới dám đến đây. Sau khi xác nhận đúng là thôn thiên hoàn, nhiều hữu đạo thưởng thức thôn thiên hoàn rồi chợt hỏi một câu, ma điển đâu? Hắc thạch chờ kinh ngạc, vội nói, ma điển đã bị ô thường hủy rồi. Ô thường ghi nhớ nội dung phía trên xong, vì đề phòng nội dung trong đó bị lộ ra ngoài đã ném ma điển vào bên trong lò luyện của thiên ma thánh địa. Không biết ma điển này rèn bằng vật gì, phải tốn khoảng 3 ngày 2 đêm mới hoàn toàn bị hủy. Chuyện này có mấy người nhìn thấy, tiên sinh có thể đi tìm người xác nhận. Nhiêu hữu đạo, được rồi, ta tin tưởng lời của ngươi, ta cũng nói lời thì giữ lời, chuyện đã qua không truy cứu nữa. Nhưng có một điều vẫn cần hoàn thành, việc di chuyển vào vực thứ năm là không thể ngoại lệ, sau này có chuyện gì có thể trực tiếp liên hệ với Sơn Trang Mau Lư. Hắc thạch thở vào nhẹ nhóm, cúi người chắp tay nói cảm ơn tiên sinh khoan hồng độ lượng. Nhiêu hữu đạo, đi đi. Vâng, Hắc thạch lui về phía sau từ biệt trước khi xoay người còn nhìn vào hai mắt nghiêu hữu đạo mới rời đi có thể nói trong lòng y xúc động vô cùng cho đến khi ô thường chết có thể còn không biết đối thủ chân chính của mình là ai chín thánh ngoại trừ lữ vô song ra ngay cả mình chết ở trên tay của người nào cũng không biết thua như vậy có oan hay không y mới vừa đi đoạn hổ đã bước nhanh tới bên trong nhà thủy tạ bẩm báo viên ra bên ngoài có một người tự xưng là cha hổ muốn gặp ngài cha hổ Viên cương sừng sốt, đoạn hổ bổ sung một chút, tự xưng là quản gia nhà thượng tướng quân Hô Duyên vô hận ở Tề Quốc lúc trước. Theo thủ vệ bên ngoài báo, người đó ngồi một chiếc xe ngựa, lúc lục soát phát hiện trên xe còn dẫn theo ba đứa bé. Bảo vệ nói, cha hổ kia cố ý nhấn mạnh dẫn theo nữ nhi Hô Duyên uy tới gặp ngài. Nghiêu hiểu đạo ngồi ngay ngắn uống trà, ánh mắt liếc nhìn về phía viên cương. Vẻ mặt viên cương xúc động, nhanh, cho mời. Đoạn hổ nhanh chóng rời đi, viên cương đi tới đi lui, cuối cùng không kìm chế được cũng tự mình đến cửa sơn trang chờ nghênh đón. Không bao lâu, cha hổ tới, trong lòng còn một hài nhi hai tay, hai chân không cử động. Mỗi tay của đoạn hổ dắt một thiếu niên cùng nhau bay vút đến, trước sau hạ xuống ngoài cửa lớn. Viên cương ở tề kinh một thời gian, cha hổ cũng đã tới cửa hàng đậu vũ năm đó, cho nên hai người quen biết nhau. Vừa gặp mặt, ánh mắt viên cương nhìn chăm chú vào hài nhi đang được cha hổ. Hài nhi đang cầm lấy một bình sữa và mút chụt chụt ánh mắt cha hổ lại nhìn vào trên cánh tay của viên cương trên gương mặt vẻ đầy kinh ngạc không hiểu không phải cánh tay của ngươi bị chặt rồi sao lẽ nào người trong hoàng cung tề quốc trước đây không phải là ngươi viên cương là ta chẳng qua dùng bí pháp trọng sinh mà thôi cha hổ thở phào nhẹ nhóm nhìn hai tử trong lòng lại nhìn hai thiếu niên bên cạnh đây là nữ nhi của hô diên uy hai người bọn họ là nhi tử của huynh trưởng hô diên uy trước khi thượng tướng quân chết đã giao bọn họ cho ta theo lý thuyết đây là trách nhiệm của ta, ta không nên tới làm phiền ngươi. Nhưng các ngươi làm ra động tính, một mình ta trốn trốn tránh tránh không sao, nhưng đứa trẻ trong lòng ta quá nhỏ, còn chưa cai sữa, chúng còn phải đọc sách làm người, còn muốn thành ra lập nghiệp nên không thể theo ta trốn trốn tránh tránh ở trong núi cả đời. Viên huynh cùng phụ thân của đứa bé có giao tình không cạn, từng liều mình cùng phụ thân nó kể vai chiến đấu, ta cũng tin tưởng vào ánh mắt nhìn người của thượng tướng quân. Ta tin tưởng viên huynh là người đáng để phó thác ta muốn giao ba đứa bé cho viên huynh tin tưởng dựa vào thế lực phía sau viên huynh có thể che chở bọn họ trưởng thành tốt không biết viên huynh có sẵn lòng giúp chuyện này không ánh mắt y nhìn về phía thanh tam hống đao đeo sau lưng viên cương viên cương tiến lên và giơ hai tay cẩn thận đón lấy hải nhi trong lòng cha hổ cẩn thận ôm ở trong ngực của mình và cúi đầu nhìn phát hiện mắt đứa trẻ rất giống mẫu thân của nó nhìn thấy đôi mắt này hắn ta nhớ tới hình dáng nữ nhân cao ngạo kia ngẩng đầu nói ta thích ngươi nhớ tới cảnh nữ nhân kia chảy nước mắt, trung bay trở trong cung điện đang bốc cháy, cuối cùng chôn thân trong biển lửa. Nhớ tới phụ thân của hài tử này bị loạn tiến bắn thành con nhím ngả ở bên cạnh hắn ta thì thảo tự nói. Chuyện của tàn khốc thê lương như hiện rõ ràng ở trước mắt hắn ta, in sâu trong lòng người. Hài nhi không biết phiền não lo lắng, tò mò người nhìn trước mắt, cái miệng không răng mở ra cười khúc khích, hai tay mũ ma mũm mĩm lại tiếp tục ôm bình sữa mút chụt chụt, dáng vẻ rất đáng yêu trong mắt viên cương lộ ra sự dịu dàng hiếm thấy hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía cha hổ và gật đầu nói ta sẽ xem nàng như nữ nhi của ta ngươi cũng không cần lo lắng về hai người bọn họ ta sẽ chăm sóc tốt đại ân không lời nào cảm tạ hết được kiếp sau ta sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp viên huynh cha hổ chắp tay và cúi người thật sâu bái lại từ biệt từ biệt sau đó y ngồi dậy dặn dò hai thiếu niên sau này các ngươi phải xem viên thúc thúc như phụ thân của các ngươi phải nghe lời đấy hai người thiếu niên đỏ mắt rõ ràng không muốn. Một thiếu niên nói, hổ ra ra, ngài muốn đi đâu? Ngài không quan tâm tới chúng cháu nữa sao? Cha hổ, ta phải đi tới một chỗ rất xa, các người nghe lời, đừng khóc. Y nói dứt lời thì xoay người lại muốn rời đi. Nào ngờ một giọng nói thản nhiên từ bên trong sơn trang truyền ra, đứng lại. Cha hổ dừng bước quay đầu, đám người viên cương cũng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy như hữu đạo cầm kiếm đi ra. Quản phương nghi đi theo ở bên cạnh, cha hổ quay người lại và chắp tay hỏi không biết vị này là ai ngưu hữu đạo liếc nhìn hài nhi trong vòng tay của viên cương lại liếc mắt nhìn hai người thiếu niên và thản nhiên nói ngưu hữu đạo cha hổ vội vàng chắp tay bái kiến nghe tiếng đạo gia đã lâu hôm nay mới được gặp quả nhiên phong thái không tầm thường ngưu hữu đạo ta cũng ngưỡng mộ đại danh của cha tiên sinh đã lâu không biết lúc này cha tiên sinh ủy thác xong muốn đi đâu cha hổ dĩ nhiên là thuận theo đại thế tuân theo hiệu lệnh để đi tới vực thứ năm như hữu đạo, vậy cũng không cần chạy lung tung nữa, sau này cùng rút lui với Sơn Trang mau Lư, cũng tiện chăm sóc lẫn nhau. Ở đây cũng không thiếu chỗ cho ngươi nghỉ ngơi. Đoạn Hổ sắp xếp phòng khách cho cha tiên sinh ở. Vâng, Đoạn Hổ đáp ứng và giơ tay ra hiệu với cha hổ nói, cha tiên sinh, mời ngài đi theo ta. Cha hổ vội vàng khoát tay nói, không cần không cần, không cần làm phiền. Ta quen độc lai like, độc vãng còn tự tại hơn, ta tự đi tới đó là được rồi. Nghiêu hữu đạo lạnh lùng nói, người tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời. Người dám chạy thử xem, người dám chạy, ta lại giết chết ba đứa trẻ này. Lời nói hung ác như thế khiến hai người thiếu niên bị dọa không nhẹ. Cha hổ vô cùng kinh ngạc, ngươi, viên cương cũng giật mình nói, đạo gia, chương 2338, đạo gia, ta không muốn trở về khai. Nghiêu hữu đạo ngắt lời, hầu tử, người xác định rõ ràng cho, ở đây lời ai nói mới được tính. Hồng nương, chú ý cho kỹ, ai dám tự ý rời đi, giết. Hắn nói dứt lời thì lạnh lùng liếc nhìn viên cương, tiếp theo cầm kiếm xoay người rời đi. Trong lòng quản phương nghi nói thầm, nhưng ngoài mặt vẫn nhận lệnh vâng. Viên cương muốn nói lại thôi, hắn ta biết tính cách của nghiêu hữu đạo, bình thường sẽ không đến mức như vậy mới phải. Hắn ta cảm giác ở trong này có lẽ có nguyên nhân gì đó nên suy nghĩ một lát, quay đầu lại nói cha huynh, đạo gia nói cũng phải. Chúng ta cùng đi vực thứ năm cũng tiện chăm sóc lẫn nhau huynh tạm thời ở lại Sơn Trang, chờ sau này lại cùng đi. Quản Phương Nghi dùng ánh mắt ra hiệu cho đoạn hổ, đoạn hổ lại đưa tay, cha tiên sinh, mời. Sau đó, Quản Phương Nghi lại gọi người tới, trực tiếp đưa hai thiếu niên đang kêu to rời đi. Cha hổ hãi hùng khiếp phía, nhưng không dám càn quấy ở nơi này, chỉ trầm giọng nói với viên cương, viên huynh, không nên tổn thương bọn họ. Viên cương cũng trầm giọng nói, cha huynh yên tâm, huynh cứ ở lại trước đi. Hắn ta nói dứt lời cũng ôm Hải Nhi bước nhanh đi, muốn hỏi nhưu hữu đạo xem có chuyện gì xảy ra quản phương nhi cũng vậy viên cương bước nhanh tới sâu bên trong sơn trang và đuổi kịp nhưu hữu đạo vội hỏi đạo gia vì sao cố ý gây khó dễ cho cha hổ vậy gây khó dễ ngươi cho rằng ta đang gây khó dễ sao nhưu hữu đạo xì một tiếng vực thứ năm không phải không cho phép y dẫn trẻ con vào trong y làm vậy là có ý gì viên cương đạo gia người này trung thành và tận tâm với nhà hô diên tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì gây bất lợi hay chống lại nhà hô Diên. Có lẽ huynh ấy cảm thấy để bọn trẻ ở lại nhân gian sẽ thích hợp hơn. Ngưu Hữu đạo liếc nhìn hắn ta, biết hắn ta hiểu nhầm ý của mình, chính vì y trung thành và tận tâm, ta mới không thể để cho y đi được. Chính vì y trung thành và tận tâm, lúc này ủy thác mới không bình thường. Y đã có nắm chắc người có thể thu giữ, nếu vậy tới Sơn Trang Mao Lư cùng đám trẻ không được sao? Tại sao phải đi? Chính bởi vì trung thành và tận tâm với Hồ Diên Gia, y mới có khả năng đi tìm cao phẩm báo thù. Nếu y giết cao phẩm, nước tấn bên kia đòi công bằng. Ta lập được quy định, ta có nên giết y hay là không? Viên cương chờ tỉnh ngộ và kinh hãi không thôi. Lúc này hắn ta mới ý thức được cha hổ tính một đi không trở lại. May là đạo gia phản ứng nhanh, bằng không sẽ xảy ra chuyện. Quản phương nghi đi theo giường như cũng suy nghĩ tới điều gì, âm thầm xúc động. Từ nhỏ thấy lớn, nếu Sơn Trang Mao Lư không có vị này, quả thật không có cách nào đi được tới ngày hôm nay. Nghiêu hữu đạo, chính vì y trung thành và tận tâm, ta mới không hy vọng y gặp chuyện không may, nghe nói thực lực của y không tệ, giữ lại, xem như là ta giữ lại thành viên tổ chức cho các ngươi, cho Sơn Trang Mao Lư, dễ dàng hành sự và đặt chân ở vực thứ năm trong tương lai. Để ý y cho kỹ, đừng để cho người chạy mất. Viên cương cúi đầu nhìn đứa trẻ thích cười đang liếm môi trong lòng. Ôi, Quản Phương Nghi buông tiếng thở dài, người nói vậy ở trước mặt hai người thiếu niên kia, sợ rằng đã hù dọa bọn chúng rồi. Ở trong mắt hai thiếu niên kia, ngươi là kẻ ác chạy không thoát đâu. Nghiêu Hữu đạo mỉm cười, không để ý, tương lai, hai người thiếu niên còn có thể nhìn thấy mình hay không còn không biết đâu. Trong trạch viện của Viên Cương có thêm một đứa trẻ thích cười, cũng khiến cho trong trạch viện có thêm rất nhiều tiếng cười nói hoan hô, đứa trẻ nắm tay có thể lắc lư bước vài bước thường xuyên làm lữ vô song không nhịn được cười phùng quan nhi cũng thường xuyên mỉm cười mà thời gian trước sơn hà đỉnh cũng được đưa đến sơn trang mao lư bày ở trước mặt nghiêu hữu đạo hắn ngồi ở trong nhà thủy tạ nghiêm túc thưởng thức nước hàn đầu hàng rồi sau khi bỏ ra cái giá không nhỏ cuối cùng vẫn đầu hàng thương triều tông tỏ ra không tiếc phải trả giá chứ tuyệt đối không thỏa hiệp tất cả đoàn thế lợi ích lớn nhỏ bên phía nước hàn thấy liều chết cũng không có hy vọng đối mặt với ưu thế tuyệt đối của thương triều tông chống lại nữa chỉ sợ sẽ khó thoát khỏi mang vạ nên không thể không nhượng bộ đầu hàng. Đến lúc này, bảy nước thuộc về Yến, thiên hạ thống nhất. Sau khi nhận lấy Sơn Hà đỉnh, Nhiều Hiếu Đạo đã rời khỏi Sơn Trang Mao Lư, dẫn theo Viên Cương, Thương Thục Thanh và Ngân Nhi cùng đi. Nhóm người bọn họ đi tới Điệp Mộng Huyến Giới, dẫn theo Thương Thục Thanh là muốn cho nàng mở mang kiến thức về sự kỳ ảo trong Điệp Mộng Huyến Giới. Cũng bởi vì Thương Thục Thanh và Ngân Nhi có quan hệ tốt, để nàng đưa tiến, cũng cho nàng nhìn ra được Ngân Nhi có dáng vẻ thế nào. Trong thế giới đầy ánh sáng kỳ lạ, kim tự tháp đứng vững ở trên núi đột nhiên chấn động, chậm rãi lún xuống. Động tĩnh rất lớn, khiến vô số điệp la sát bay tán loạn. Kim tự tháp lún vào dưới chân núi hình như đảo sâu trong mặt đất, ngọn núi xung quanh đổ nát, không ngừng nổ mạnh. Phía trước chân núi, hành cung thương tụng đã đổ nát một nửa cũng tan vỡ ở dưới động tĩnh nhưng trời lệch đất này, chỉ còn đồng điện này. Trong đồng điện, trong chấn động rất lớn, Ngân Nhi ngủ yên mới yếu ớt tỉnh lại, lại bị Ngưu Hữu Đạo làm cho hôn mê. Sau khi động tính dừng lại, Ngân Nhi cũng bỏ dậy và đi về phía ngoài cửa, nhìn xung quanh chỉ toàn là đống đổ nát không người, chỉ có khói bụi cuồn cuộn làm điệp la sát xung quanh bay lượn. Không thấy người đi theo với mình, Ngân Nhi hô lên, đạo đạo. Sau khi kêu xong, cánh mũi nàng thoáng động, hít ngửi rồi quay đầu lại, trở vào trong điện lấy một cái lớn túi, chỉ thấy bên trong đầy chân gà nướng. Lúc này, nàng cầm một cái lên miệng gặp, lại người túi lớn khác. Vẫn là đùi gà, nàng mở tất cả các túi lớn ra, chúng không phải đùi gà thì cũng là ăn đồ vật nàng thích. Nghiêu hữu đạo để rất nhiều đồ ăn cho nàng, hai tay mỗi tay cầm một cái đùi gà, nàng lại đi ra khỏi đồng điện, lang thang ở trong đống đổ nát, vừa nhai vừa kêu, đạo đạo. Thanh thanh, không tìm được người, đồ trên tay cũng ăn hết, nàng không nỡ đi xa nên lại vui vẻ chạy trở về đồng điện, canh giữ ở bên cạnh một đống đồ ăn, ngồi ăn không ngừng, thỉnh thoảng còn lầm bầm một tiếng, đạo đạo, thanh thanh, ngân nhi không tìm được các ngươi. Đạo đạo, thanh thanh, ngân nhi ở đây. Đạo đạo, thanh thanh, ngân nhi chờ các ngươi. Ngoài điệp mộng huyễn giới có một tiếng nổ mạnh, mặt đất chấn động rung chuyển, sóng ánh sáng trong điệp cốc không ngừng lên xuống, cuối cùng nhanh chóng co lại, hóa thành một điểm và biến mất. Lại không có bất cứ dấu vết gì nữa, lối đi của hai giới đã hoàn toàn biến mất. Mắt thấy cảnh tượng này, thường thục thanh run giọng nói, đạo gia, ngân nhi không đi ra được nữa sao? Nghiêu hiểu đạo bình tĩnh nói, quận chúa đã biết lai lịch của nàng, biết thân phận của nàng. Ta biết quận chúa không đành lòng, nhưng thế giới này không thuộc về nàng, quá nguy hiểm đối với nàng. Bên trong thế giới kia mới là thế giới thuộc về của nàng, nàng là vương của thế giới kia. Ở thế giới kia, nàng mới có thể chân chính tự do tự tại, không thể bởi vì tình cảm của chúng ta không thể tiếp nhận mà giữ nàng ở lại bên cạnh chúng ta làm một linh sủng tham ăn được thương thục thanh không lý trí được như hắn trong mắt đã ngấn nước kinh ngạc nhìn chằm chằm vào nơi màn ánh sáng biến mất nghiêu hữu đạo biết nàng cần bình tĩnh lại nên không nói gì nữa đi về phía bên cạnh và nói với viên cương rất nhiều nhân viên di chuyển vào vực thứ năm nên không thể thiếu ngươi được ngươi có thể đi tới vô biên sa mạc trước đi đầu chuyển giao bảo hồng nương qua chợ giúp ngươi viên cương dạ một tiếng rồi buồn bực nói vậy có phải sau đó cũng sẽ chặt cướp lối đi giữa nhân gian cùng vực thứ năm hay không Nghiêu hiểu đạo, cái này còn cần phải hỏi sao? Viên cương, có phải người muốn lợi dụng lối đi của Ly Ca để lại để trở về đúng không? chương 2338, đạo gia, ta không muốn trở về, hai. chương 2338, đạo gia, ta không muốn trở về, hai. Nghiêu hiểu đạo ngắt lời, hầu tử, người xác định rõ ràng cho, ở đây lời ai nói mới được tính. Không nương, chú ý cho kỹ, ai dám tự ý rời đi, giết. Hắn nói dứt lời thì lạnh lùng liếc nhìn viên cương, tiếp theo cầm kiếm xoay người rời đi trong lòng quản phương nghi nói thầm nhưng ngoài mặt vẫn nhận lệnh vâng viên cương muốn nói lại thôi hắn ta biết tính cách của ngưu hữu đạo bình thường sẽ không đến mức như vậy mới phải hắn ta cảm giác ở trong này có lẽ có nguyên nhân gì đó nên suy nghĩ một lát quay đầu lại nói cha huynh đạo gia nói cũng phải chúng ta cùng đi vực thứ năm cũng tiện chăm sóc lẫn nhau huynh tạm thời ở lại sơn trang chờ sau này lại cùng đi quản phương nghi dùng ánh mắt ra hiệu cho đoạn hổ đoạn hổ lại đưa tay, cha tiên sinh, mời. Sau đó, quản phương nghi lại gọi người tới, trực tiếp đưa hai thiếu niên đang kêu to rời đi. Cha hổ hãi hùng khiếp phía, nhưng không dám càn quấy ở nơi này, chỉ trầm giọng nói với viên cương, viên huynh, không nên tổn thương bọn họ. Viên cương cũng trầm giọng nói, cha huynh yên tâm, huynh cứ ở lại trước đi. Hắn ta nói dứt lời cũng ôm hài nhi bước nhanh đi, muốn hỏi nghiêu hữu đạo xem có chuyện gì xảy ra. Quản phương nghi cũng vậy, Viên cương bước nhanh tới sâu bên trong sơn trang và đuổi kịp Ngưu Hữu Đạo, vội hỏi, đạo gia, vì sao cố ý gây khó dễ cho cha hổ vậy? Gây khó dễ, ngươi cho rằng ta đang gây khó dễ sao? Ngưu Hữu Đạo xì một tiếng, vực thứ năm không phải không cho phép y dẫn trẻ con vào trong, y làm vậy là có ý gì? Viên cương, đạo gia, người này trung thành và tận tâm với nhà hô Diên, tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì gây bất lợi hay chống lại nhà hô Diên. Có lẽ huynh ấy cảm thấy để bọn trẻ ở lại nhân gian sẽ thích hợp hơn. Nghiêu hiểu đạo liếc nhìn hắn ta, biết hắn ta hiểu nhầm ý của mình, chính vì y trung thành và tận tâm, ta mới không thể để cho y đi được. Chính vì y trung thành và tận tâm, lúc này ủy thác mới không bình thường. Y đã có nắm chắc người có thể thu giữ, nếu vậy tới Sơn Trang Mao Lư cùng đám trẻ không được sao? Tại sao phải đi? Chính bởi vì trung thành và tận tâm với hô Diên gia, y mới có khả năng đi tìm cao phẩm báo thù. Nếu y giết cao phẩm, nước tấn bên kia đòi công bằng. Ta lập được quy định, ta có nên giết y hay là không? Viên cương chờ tỉnh ngộ và kinh hãi không thôi, lúc này hắn ta mới ý thức được cha hổ tính một đi không trở lại. May là đạo gia phản ứng nhanh, bằng không sẽ xảy ra chuyện. Quản phương nghi đi theo giường như cũng suy nghĩ tới điều gì, âm thầm xúc động. Từ nhỏ thấy lớn, nếu Sơn Trang mau Lư không có vị này, quả thật không có cách nào đi được tới ngày hôm nay. Như hiểu đạo, chính vị y trung thành và tận tâm, ta mới không hy vọng y gặp chuyện không may, nghe nói thực lực của y không tệ, giữ lại xem như là ta giữ lại thành viên tổ chức cho các ngươi cho sơn trang mao lư dễ dàng hành sự và đặt chân ở vực thứ năm trong tương lai để ý y cho kỹ đừng để cho người chạy mất viên cương cúi đầu nhìn đứa trẻ thích cười đang liếm môi trong lòng ôi quản phương nghi buông tiếng thở dài người nói vậy ở trước mặt hai người thiếu niên kia sợ rằng đã hù dọa bọn chúng rồi ở trong mắt hai thiếu niên kia ngươi là kẻ ác chạy không thoát đâu nghiêu hữu đạo mỉm cười không để ý tương lai hai người thiếu niên còn có thể nhìn thấy mình hay không còn không biết đâu. Trong trạch viện của viên cương có thêm một đứa trẻ thích cười, cũng khiến cho trong trạch viện có thêm rất nhiều tiếng cười nói hoan hô, đứa trẻ nắm tay có thể lắc lư bước vài bước thường xuyên làm lữ vô song không nhịn được cười. Phùng Quan Nhi cũng thường xuyên mỉm cười, mà thời gian trước, Sơn Hà Đỉnh cũng được đưa đến Sơn Trang Mao Lư, bày ở trước mặt Nhiêu Hữu Đạo. Hắn ngồi ở trong nhà thủy tạ nghiêm túc thưởng thức, nước hàn đầu hàng rồi, sau khi bỏ ra cái giá không nhỏ cuối cùng vẫn đào hàng. Thương Triều Tông tỏ ra không tiếc phải trả giá chứ tuyệt đối không thỏa hiệp. Tất cả đoàn thế lợi ích lớn nhỏ bên phía nước Hàn thấy Liều chết cũng không có hy vọng, đối mặt với ưu thế tuyệt đối của Thương Triều Tông, chống lại nữa chỉ sợ sẽ khó thoát khỏi mang vạ nên không thể không nhượng bộ đầu hàng. Đến lúc này, bảy nước thuộc về Yến, thiên hạ thống nhất. Sau khi nhận lấy Sơn Hà đỉnh, Lưu Hiếu Đạo đã rời khỏi sơn trang Mao Lư, dẫn theo Viên Cương, Thương Thục Thanh và Ngân Nhi cùng đi. Nhóm người bọn họ đi tới Điệp Mộng Huyền giới dẫn theo thương thục thanh là muốn cho nàng mở mang kiến thức về sự kỳ ảo trong điệp mộng huyến giới. Cũng bởi vì thương thục thanh và Ngân Nhi có quan hệ tốt, để nàng đưa tiến, cũng cho nàng nhìn ra được Ngân Nhi có dáng vẻ thế nào. Trong thế giới đầy ánh sáng kỳ lạ, kim tự tháp đứng vững ở trên núi đột nhiên chấn động, chậm rãi lún xuống. Động tĩnh rất lớn, khiến vô số điệp la sát bay tán loạn. Kim tự tháp lún vào dưới chân núi hình như đảo sâu trong mặt đất, ngọn núi xung quanh đổ nát, không ngừng nổ mạnh. Phía trước chân núi, hành cung thương tụng đã đổ nát một nửa cũng tan vỡ ở dưới động tĩnh nhưng trời lệch đất này, chỉ còn đồng điện này. Trong đồng điện, trong chấn động rất lớn, Ngân Nhi ngủ yên mới yếu ớt tỉnh lại, lại bị Nhiêu Hữu Đạo làm cho hôn mê. Sau khi động tĩnh dừng lại, Ngân Nhi cũng bỏ dậy và đi về phía ngoài cửa, nhìn xung quanh chỉ toàn là đống đổ nát không người, chỉ có khói bụi cuồn cuộn làm điệp la sát xung quanh bay lượn. Không thấy người đi theo với mình, Ngân Nhi hô lên, đạo đạo. Sau khi kêu xong, cánh mũi nàng thoáng động, hít ngửi rồi quay đầu lại, trở vào trong điện lấy một cái lớn túi, chỉ thấy bên trong đầy chân gà nướng. Lúc này, nàng cầm một cái lên miệng gặp, lại ngửi túi lớn khác. Vẫn là đùi gà, nàng mở tất cả các túi lớn ra, chúng không phải đùi gà thì cũng là ăn đồ vật nàng thích. Nghiêu hữu đạo để rất nhiều đồ ăn cho nàng, hai tay mỗi tay cầm một cái đùi gà, nàng lại đi ra khỏi đồng điện, lang thang ở trong đống đổ nát, vừa nhai vừa kêu, đạo đạo. Thanh thanh, không tìm được người, đồ trên tay cũng ăn hết, nàng không nỡ đi xa nên lại vui vẻ chạy trở về đồng điện, canh giữ ở bên cạnh một đống đồ ăn, ngồi ăn không ngừng, thỉnh thoảng còn lầm bầm một tiếng, đạo đạo, thanh thanh, ngân nhi không tìm được các ngươi. Đạo đạo, thanh thanh, ngân nhi ở đây, đạo đạo, thanh thanh, ngân nhi chờ các ngươi. Ngoài điệp mộng huyễn giới có một tiếng nổ mạnh, mặt đất chấn động rung chuyển, sóng ánh sáng trong điệp cốc không ngừng lên xuống, cuối cùng nhanh chóng co lại, hóa thành một điểm và biến mất. Lại không có bất cứ dấu vết gì nữa, lối đi của hai giới đã hoàn toàn biến mất. Mắt thấy cảnh tượng này, thường thục thanh run giọng nói, đạo gia, ngân nhi không đi ra được nữa sao? Nghiêu hữu đạo bình tĩnh nói, quận chúa đã biết lai lịch của nàng, biết thân phận của nàng. Ta biết quận chúa không đành lòng, nhưng thế giới này không thuộc về nàng, quá nguy hiểm đối với nàng. Bên trong thế giới kia mới là thế giới thuộc về của nàng, nàng là vương của thế giới kia. Ở thế giới kia, nàng mới có thể chân chính tự do tự tại, không thể bởi vì tình cảm của chúng ta không thể tiếp nhận mà giữ nàng ở lại bên cạnh chúng ta làm một linh sủng tham ăn được thương thục thanh không lý trí được như hắn trong mắt đã ngấn nước kinh ngạc nhìn chằm chằm vào nơi màn ánh sáng biến mất nghiêu hữu đạo biết nàng cần bình tĩnh lại nên không nói gì nữa đi về phía bên cạnh và nói với viên cương rất nhiều nhân viên di chuyển vào vực thứ năm nên không thể thiếu ngươi được ngươi có thể đi tới vô biên sa mạc trước đi đầu chuyển giao bảo hồng nương qua chợ giúp ngươi Viên Cương dạo một tiếng rồi buồn bực nói, vậy có phải sau đó cũng sẽ chặt cướt lối đi giữa nhân gian cùng vực thứ năm hay không? Như Hữu Đạo, cái này còn cần phải hỏi sao? Viên Cương, có phải ngươi muốn lợi dụng lối đi của Ly Ca để lại để trở về đúng không? Chương 2339, quà tặng của Phượng Nhược Nam 1. Như Hữu Đạo, đầu lối đi kia mới là nhà của chúng ta, lẽ nào ngươi không muốn về nhà? Viên Cương im lặng không lên tiếng. Như Hữu Đạo đột nhiên ý thức được điều gì? chợt quay đầu nhìn về phía hắn ta và trầm giọng nói, người nói vậy là có ý gì? Viên cương khó nhọc nói, đạo gia, ta không muốn trở về. Như hữu đạo hít mắt, người đùa kiểu gì vậy? Người không quay về thì ở lại vực thứ năm làm gì? Tiếp tục đánh đánh giết giết nữa sao? Ta cho người biết, trừ khi ta giết tất cả những tu sĩ kia, bằng không bọn họ căn bản không có khả năng yên tĩnh được. Viên cương, không phải vực thứ năm, ta muốn ở lại nhân gian. Đạo gia, ta muốn ở lại làm chút chuyện có ý nghĩa nghiêu hữu đạo chuyện có ý nghĩa chó má gì chứ người ít nói chuyện lý tưởng của ngươi với ta đi chuyện nên làm chúng ta đã làm rồi không ai có thể ôm đồm được tất cả không ai có thể đâu bằng không chính là không biết lượng sức viên cương cúi đầu đạo gia ngươi trở về đi ta ở lại nghiêu hữu đạo trầm giọng nói huynh đệ nhiều năm hôm nay ngươi tính giải tán với ta à viên cương đạo gia ta không phải có ý này trở lại ta không biết ta có thể làm gì hãy là đám người trước kia sao hoặc là lăn lộn ăn xong chờ chết thế giới kia không cần dạng người như ta như hữu đạo tức giận thế giới này cũng không cần ngươi nghe nói qua giành chính quyền dễ dàng nắm chính quyền khó khăn chưa hầu tử ta cho người biết thiên hạ trong nhân gian đã thống nhất tiếp theo chính là phân phối lợi ích là những trận đánh đánh giết giết còn nguy hiểm hơn không phải cả thân toàn man lực như người có thể giải quyết được đâu hiểu không bỏ lỡ cơ hội lần này sau này ngươi muốn quay về cũng không thể quay về được đâu viên cương hít sâu một hơi ngẩng đầu và nói rất chân thành, đạo gia, ta suy nghĩ về chuyện này rất lâu rồi. Ta không dính vào những chuyện này, chỉ muốn làm chút chuyện hữu ích cho người. Đạo gia, người trở về đi, đoạn đường tiếp theo cứ để cho bản thân ta tự đi. Như hữu đạo kinh ngạc nhìn hắn ta. Sau một lúc lâu, Như hữu đạo mới nói ra một câu, ta khổ tâm cố gắng nhiều năm như vậy, chúng ta thật vất vả mới đi được tới ngày hôm nay, người lại nói với ta như vậy sao? Viên cương, đạo gia, ta nhớ người từng nói với người, con đường của mình cuối cùng vẫn phải do tự mình đi. Nghiêu hiểu đạo, đứa trẻ tốt, học được cách lấy lời của ta tới bịt miệng của ta rồi. Xem ra, người thật sự quyết định rồi. Viên cương rất thành khẩn nói, đạo ra. Nghiêu hiểu đạo quay đầu lại nhưng không nói gì nữa, đi trở về bên cạnh thương thục thanh và nói, quận chúa, ngân nhi ăn quá giỏi, chúng ta nuôi không nổi. Lời này vừa nói ra, thương thục thanh dở khóc dở cười. Sau khi nhóm người trở lại sơn trang mau lư, nhiều Hữu đạo lập tức thu xếp cho quản phương nghi và nam thiên vô phương và viên cương đi tới vô biên sa mạc, trợ giúp viên cương bắt đầu chuyển người vào vực thứ năm. Sợ viên cương không giúp được, Lữ Vô Song cũng cố ý để cho hai đệ tử An Du Nhi cùng Liễu Phi Tinh đi theo, bố trí người của Vô Song Thánh Địa cùng trợ giúp viên cương. Sau khi nhìn theo nhóm người rời đi, Nhiều hiểu đạo giữ Lữ Vô Song lại bên cạnh nói chuyện. Sau khi đi tới bên cạnh, Lữ Vô Song có chút tò mò hỏi, chuyện gì vậy? hai tay nghiêu hữu đạo cầm kiếm hầu tử nói với ta hắn không muốn đi tới vực thứ năm muốn ở lại nhân gian nàng thấy thế nào lữ vô song trầm xuống hắn luôn nghe ngươi nếu như ngay cả ngươi còn không có cách nào thuyết phục được người nói với ta cũng vô dụng nghiêu hữu đạo nàng không dự định khuyên hắn sao lữ vô song lắc đầu sao cần phải để ý như vậy làm gì đối với ta đi đâu cũng giống nhau cả hầu tử từng nói với ta một câu nói là ngươi từng nói với người chỗ nào thấy yên tâm thì chỗ đó chính là nhà, chỗ nào yên tâm thì chỗ đó chính là nhà. Như hữu đạo thì thầm nói một tiếng rồi im lặng rất lâu, cuối cùng hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn trời. vậy còn phùng quan nhi, nàng giữ nàng ấy ở bên cạnh làm nha hoàn có thích hợp không? lữ vô song chuyện nhà chúng ta, ngươi không cần lo, thanh quan khó quản được việc nhà, có thích hợp hay không? chờ nàng và hầu tử quen rồi, đợi đến lúc đó sẽ thuận theo tự nhiên, dĩ nhiên là thích hợp. tính cách hầu tử thế nào? người còn không biết sao ta giữ con tin trong tay hắn mới dễ dàng chịu thua mẹ nó người kia không phải muốn ở lại nơi này để có ba vợ bốn nàng hầu chứ nghiêu hữu đạo thì thầm một tiếng lữ vô song không nghe rõ hỏi cái gì không có gì nghiêu hữu đạo cười gượng lắc đầu thôi đi có nàng ở bên cạnh hắn ta cũng có thể yên tâm hơn nàng phải để ý hắn nhiều hơn đấy lữ vô song người nói vậy ta có thể không để bụng được sao gặp phải loại nam nhân này cũng thật phiền lòng đợi sau khi nàng rời đi, Nghiêu Hiếu đạo lặng im tại chỗ cân nhắc. Ban đầu, hắn đang suy nghĩ để lại người nào ở nhân gian thì thích hợp, có vài vấn đề không cần nghi ngờ, nhân gian nhất định sẽ có cá lọt lưới, chắc chắn còn có thể có tu sĩ ẩn nấp, làm không tốt còn có thể có số lượng nhất định. Để tránh sinh loạn, trung quy phải để người đặc biệt dùng mới được. Để lại ai cũng là vấn đề, bây giờ viên cương chủ động bằng lòng ở lại, hình như vấn đề này đã được giải quyết dễ dàng, dựa vào lực uy hiếp của viên cương, người ẩn nấp cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, lại có thế lực triều đình giang lưới, trong một thời gian tương đối ngắn sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Người còn đứng ở đây làm gì? Vân cơ xuất hiện ở bên cạnh hắn, Ngưu Hữu đạo lấy lại tinh thần và nhìn về phía nàng, đưa tin cho viên phương, bảo y lập tức trở về gặp ta. Viên phương nhận được tin, lại chạy về vào lúc ban đêm. Vừa trở lại, y lập tức hấp ta hấp tấp chạy tới phòng của Ngưu Hữu đạo, đạo ra, ngài tìm ta sao? Ngưu Hữu đạo, người trở về nhanh như vậy, đã tìm được chỗ xây chùa chưa viên phương hì hì gật đầu tìm được rồi ta chọn tới chọn lui chọn tới hoa mắt cũng không biết chọn chỗ nào thích hợp sau đó người phía dưới nhắc nhở mới cảm thấy nơi ở trước của đạo gia cũng không sai có thể được nhờ nghiêu hữu đạo nghi ngờ nơi ở trước của ta là có ý gì viên phương nói chỗ của tông môn thượng thanh tông cách chùa nam sơn ban đầu còn rất gần ta cố ý chạy tới đó xem thấy địa phương tốt lắm ta còn cố ý đi xem trốn đảo hoa đạo gia đã từng ở cha cha bụi cây đào nghìn năm ngoài cửa kia trông thật đẹp, hoa đào nở quanh năm không tàn, bốn mùa đều có hoa nở rực rỡ, cực đẹp. Thượng Thanh Tông vốn có sẵn kiến trúc chỉ cần tu sửa cải tạo một chút là được, còn không cần tốn nhiều công sức. Ta đã sai người ta đi tìm thợ thủ công rồi. Thượng Thanh Tông, như hữu đạo bất đắc dĩ một hồi, không ngờ được yêu tăng này lại có thể tìm tới chỗ đó. Nhắc tới cây đào kia, ngược lại cũng gợi lên hồi ức năm xưa của hắn. Sau khi hắn lấy lại tinh thần, thờ ơ nói, ta nghĩ rồi, ngươi không cần đi tới vực thứ năm kia, xem như nể tình ngươi thành kính Phật, ngươi lại là tâm phúc của chùa Nam Sơn, thiếu ngươi sợ là không được. Ngươi tiếp tục ở lại chùa Nam Sơn làm chủ trì của ngươi đi. A, à, viên phương chố mắt có thể nói là vui mừng bất ngờ, lại có chút buồn bã, không phải nói sau khi lối đi của nam giới bị chặt đứt, linh khí nhân gian sẽ bị loãng đi sao? Vậy bần tăng tu luyện thế nào? Như hữu đạo là tu luyện của ngươi quan trọng, hay là Phật tổ quan trọng? Cái này viên phương bóp bóp ngón tay hình như có chút khó chọn thầm nói các ngươi đều đi một mình ta ở lại nơi này làm gì nghiêu hữu đạo không cần lo lắng ta để lại một người cùng ngươi viên phương hiếu kỳ nói ai nghiêu hữu đạo hầu tử a à, viên phương giật mình kinh ngạc y thật sự sợ viên cương quả đấm của người này thực sự rất dọa người y liên tục khoát tay nói không cần không cần bần tăng ở lại một mình là được rồi sao có thể oan ức cho viên ra được chứ Chương 2339, quà tặng của Phượng Nhược Nam một như Hữu Đạo, đầu lối đi kia mới là nhà của chúng ta, lẽ nào ngươi không muốn về nhà? Viên Cương im lặng không lên tiếng, Nưu Hữu Đạo đột nhiên ý thức được điều gì, chợt quay đầu nhìn về phía hắn ta và trầm giọng nói, ngươi nói vậy là có ý gì? Viên Cương khó nhọc nói, đạo ra, ta không muốn trở về. như Hữu Đạo hít mắt, ngươi đùa kiểu gì vậy? Ngươi không quay về thì ở lại vực thứ năm làm gì? Tiếp tục đánh đánh giết giết nữa sao? Ta cho người biết, trừ khi ta giết tất cả những tu sĩ kia, bằng không bọn họ căn bản không có khả năng yên tĩnh được. Viên cương, không phải vực thứ năm, ta muốn ở lại nhân gian. Đạo gia, ta muốn ở lại làm chút chuyện có ý nghĩa. Nghiêu hiểu đạo, chuyện có ý nghĩa chó má gì chứ? Ngươi ít nói chuyện lý tưởng của ngươi với ta đi. Chuyện nên làm chúng ta đã làm rồi, không ai có thể ôm đồm được tất cả, không ai có thể đâu, bằng không chính là không biết lượng sức. Viên cương cúi đầu, đạo gia, ngươi trở về đi, ta ở lại nghiêu hữu đạo trầm giọng nói huynh đệ nhiều năm hôm nay ngươi tính giải tán với ta à viên cương đạo gia ta không phải có ý này trở lại ta không biết ta có thể làm gì hãy là đám người trước kia sao hoặc là lăn lộn ăn xong chờ chết thế giới kia không cần dạng người như ta nghiêu hữu đạo tức giận thế giới này cũng không cần ngươi nghe nói qua giành chính quyền dễ dàng nắm chính quyền khó khăn chưa hầu tử ta cho ngươi biết thiên hạ trong nhân gian đã thống nhất tiếp theo chính là phân phối lợi ích là những trận đánh đánh giết giết còn nguy hiểm hơn không phải cả thân toàn man lực như ngươi có thể giải quyết được đâu hiểu không bỏ lỡ cơ hội lần này sau này ngươi muốn quay về cũng không thể quay về được đâu viên cương hít sâu một hơi ngẩng đầu và nói rất chân thành đạo gia ta suy nghĩ về chuyện này rất lâu rồi ta không dính vào những chuyện này chỉ muốn làm chút chuyện hữu ích cho người đạo gia người trở về đi đoạn đường tiếp theo cứ để cho bản thân ta tự đi nhiều hiểu đạo kinh ngạc nhìn hắn ta. Sau một lúc lâu, nhiều hiểu đạo mới nói ra một câu, ta khổ tâm cố gắng nhiều năm như vậy, chúng ta thật vất vả mới đi được tới ngày hôm nay, ngươi lại nói với ta như vậy sao? Viên cương, đạo gia, ta nhớ ngươi từng nói với người, con đường của mình cuối cùng vẫn phải do tự mình đi. Nhiều hiểu đạo, đứa trẻ tốt, học được cách lấy lời của ta tới bịt miệng của ta rồi. Xem ra, ngươi thật sự quyết định rồi. Viên cương rất thành khẩn nói, đạo gia. Nghiêu Hữu đạo quay đầu lại nhưng không nói gì nữa, đi trở về bên cạnh thương thục thanh và nói, quận chúa, ngân nhi ăn quá giỏi, chúng ta nuôi không nổi. Lời này vừa nói ra, thương thục thanh dở khóc dở cười. Sau khi nhóm người trở lại Sơn Trang Mao Lư, như Hữu đạo lập tức thu xếp cho quản phương nhi và nam thiên vô phương và viên cương đi tới vô biên sa mạc, trợ giúp viên cương bắt đầu chuyển người vào vực thứ năm. Sợ viên cương không giúp được, Lữ Vô Song cũng cố ý để cho hai đệ tử An Du Nhi cùng Liễu Phi Tinh đi theo, bố trí người của vô song thánh địa cùng trợ giúp viên cương sau khi nhìn theo nhóm người rời đi nghiêu hữu đạo giữ lữ vô song lại bên cạnh nói chuyện sau khi đi tới bên cạnh lữ vô song có chút tò mò hỏi chuyện gì vậy hai tay nghiêu hữu đạo cầm kiếm hầu tử nói với ta hắn không muốn đi tới vực thứ năm muốn ở lại nhân gian nàng thấy thế nào lữ vô song trầm xuống hắn luôn nghe ngươi nếu như ngay cả ngươi còn không có cách nào thuyết phục được người nói với ta cũng vô dụng nghiêu hữu đạo nàng không dự định khuyên hắn sao lữ vô song lắc đầu sao cần phải để ý như vậy làm gì đối với ta đi đâu cũng giống nhau cả hầu tử từng nói với ta một câu nói là ngươi từng nói với người chỗ nào thấy yên tâm thì chỗ đó chính là nhà chỗ nào yên tâm thì chỗ đó chính là nhà nghiêu hữu đạo thì thầm nói một tiếng rồi im lặng rất lâu cuối cùng hít sâu một hơi ngẩng đầu nhìn trời vậy còn phùng quan nhi nàng giữ nàng ấy ở bên cạnh làm nha hoàn có thích hợp không Lữ vô song, chuyện nhà chúng ta, người không cần lo, thanh quan khó quản được việc nhà, có thích hợp hay không, chờ nàng và hầu tử quen rồi, đợi đến lúc đó sẽ thuận theo tự nhiên, dĩ nhiên là thích hợp. Tính cách hầu tử thế nào, người còn không biết sao. Ta giữ con tin trong tay, hắn mới dễ dàng chịu thua. Mẹ nó, người kia không phải muốn ở lại nơi này để có ba vợ bốn nàng hầu chứ. Nghiêu hữu đạo thì thầm một tiếng, lữ vô song không nghe rõ hỏi cái gì không có gì, Ngưu Hữu Đạo cười hướng lắc đầu, thôi đi, có nàng ở bên cạnh hắn, ta cũng có thể yên tâm hơn. Nàng phải để ý hắn nhiều hơn đấy, Lữ Vô Song, người nói vậy, ta có thể không để bụng được sao. Gặp phải loại nam nhân này cũng thật phiền lòng, đợi sau khi nàng rời đi, Ngưu Hữu Đạo lặng im tại chỗ cân nhắc. Ban đầu, hắn đang suy nghĩ để lại người nào ở nhân gian thì thích hợp, có vài vấn đề không cần nghi ngờ, nhân gian nhất định sẽ có cá lọt lưới, chắc chắn còn có thể có tu sĩ ẩn nấp làm không tốt còn có thể có số lượng nhất định để tránh sinh loạn trung quy phải xem ảnh một để người đặc biệt dùng mới được để lại ai cũng là vấn đề bây giờ viên cương chủ động bằng lòng ở lại hình như vấn đề này đã được giải quyết dễ dàng dựa vào lực uy hiếp của viên cương người ẩn nấp cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ lại có thế lực triều đình giang lưới trong một thời gian tương đối ngắn sẽ không có vấn đề lớn lao gì ngươi còn đứng ở đây làm gì vân cơ xuất hiện ở bên cạnh hắn Nghiêu Hữu Đạo lấy lại tinh thần và nhìn về phía nàng, đưa tin cho Viên Phương, bảo y lập tức trở về gặp ta. Viên Phương nhận được tin, lại chạy về vào lúc ban đêm. Vừa trở lại, y lập tức hấp ta hấp tấp chạy tới phòng của Nghiêu Hữu Đạo, đạo ra, ngài tìm ta sao? Nghiêu Hữu Đạo, người trở về nhanh như vậy, đã tìm được chỗ xây chùa chưa? Viên Phương hì hì gật đầu, tìm được rồi. Ta chọn tới chọn lui chọn tới hoa mắt cũng không biết chọn chỗ nào thích hợp, sau đó người phía dưới nhắc nhở mới cảm thấy nơi ở trước của đạo gia cũng không sai, có thể được nhờ. Nghiêu hữu đạo nghi ngờ, nơi ở trước của ta là có ý gì? Viên Phương nói, chỗ của tông môn Thượng Thanh Tông, cách chùa Nam Sơn ban đầu còn rất gần, ta cố ý chạy tới đó xem thấy địa phương tốt lắm, ta còn cố ý đi xem trốn đảo hoa đạo gia đã từng ở. Cha cha, bụi cây đào nghìn năm ngoài cửa kia trông thật đẹp, hoa đào nở quanh năm không tàn, bốn mùa đều có hoa nở rực rỡ, cực đẹp. Thượng Thanh Tông vốn có sẵn kiến trúc chỉ cần tu sửa cải tạo một chút là được, còn không cần tốn nhiều công sức. Ta đã sai người ta đi tìm thợ thủ công rồi. Thượng Thanh Tông, như hữu đạo bất đắc dĩ một hồi, không ngờ được yêu tâm này lại có thể tìm tới chỗ đó. Nhắc tới cây đào kia, ngược lại cũng gợi lên hồi ức năm xưa của hắn. Sau khi hắn lấy lại tinh thần, thờ ơ nói, ta nghĩ rồi, người không cần đi tới vực thứ năm kia. Xem như nể tình ngươi thành kính Phật, ngươi lại là tâm phúc của chùa Nam Sơn, thiếu ngươi sợ là không được. Ngươi tiếp tục ở lại chùa Nam Sơn làm chủ trì của ngươi đi. a à, viên phương chố mắt, có thể nói là vui mừng bất ngờ, lại có chút buồn bã, không phải nói sau khi lối đi của Nam giới bị chặt đứt, linh khí nhân gian sẽ bị loãng đi sao. Vậy bần tăng tu luyện thế nào? Như hiểu đạo, là tu luyện của ngươi quan trọng, hay là Phật tổ quan trọng? Cái này, viên phương bóp bóp ngón tay, hình như có chút khó chọn, thầm nói các ngươi đều đi, một mình ta ở lại nơi này làm gì? Nghiêu hiểu đạo, không cần lo lắng, ta để lại một người cùng ngươi. Viên phương hiếu kỳ nói, ai? Nghiêu Hữu đạo, hầu tử. a à, viên phương giật mình kinh ngạc, y thật sự sợ viên cương, quả đấm của người này thực sự rất dọa người. Y liên tục khoát tay nói, không cần không cần, bần tăng ở lại một mình là được rồi, sao có thể oan ức cho viên ra được chứ? mươi 2339, quà tặng của Phượng Nhược Nam một nghiêu hữu đạo đầu lối đi kia mới là nhà của chúng ta lẽ nào ngươi không muốn về nhà viên cương im lặng không lên tiếng nghiêu hữu đạo đột nhiên ý thức được điều gì chợt quay đầu nhìn về phía hắn ta và trầm giọng nói ngươi nói vậy là có ý gì viên cương khó nhọc nói đạo ra ta không muốn trở về nghiêu hữu đạo hít mắt ngươi đùa kiểu gì vậy ngươi không quay về thì ở lại vực thứ năm làm gì tiếp tục đánh đánh giết giết nữa sao ta cho ngươi biết trừ khi ta giết tất cả những tu sĩ kia bằng không bọn họ căn bản không có khả năng yên tĩnh được viên cương không phải vực thứ năm ta muốn ở lại nhân gian đạo gia ta muốn ở lại làm chút chuyện có ý nghĩa nghiêu hữu đạo chuyện có ý nghĩa chó má gì chứ người ít nói chuyện lý tưởng của ngươi với ta đi chuyện nên làm chúng ta đã làm rồi không ai có thể ôm đồm được tất cả không ai có thể đâu bằng không chính là không biết lượng sức viên cương cúi đầu đạo gia ngươi trở về đi ta ở lại nghiêu hữu đạo trầm giọng nói huynh đệ nhiều năm, hôm nay ngươi tính giải tán với ta à? Viên cương, đạo gia, ta không phải có ý này. Trở lại, ta không biết ta có thể làm gì, hãy là đám người trước kia sao? Hoặc là lăn lộn ăn xong chờ chết, thế giới kia không cần dạng người như ta. Nghiêu hiểu đạo tức giận, thế giới này cũng không cần ngươi. Nghe nói qua giành chính quyền dễ dàng, nắm chính quyền khó khăn chưa? Hầu tử, ta cho người biết, thiên hạ trong nhân gian đã thống nhất, Tiếp theo chính là phân phối lợi ích là những trận đánh đánh giết giết còn nguy hiểm hơn, không phải cả thân toàn man lực như ngươi có thể giải quyết được đâu, hiểu không? Bỏ lỡ cơ hội lần này, sau này ngươi muốn quay về cũng không thể quay về được đâu. Viên Cương hít sâu một hơi, ngẩng đầu và nói rất chân thành: Đạo gia, ta suy nghĩ về chuyện này rất lâu rồi. Ta không dính vào những chuyện này, chỉ muốn làm chút chuyện hữu ích cho người. Đạo gia, người trở về đi. Đoạn đường tiếp theo cứ để cho bản thân ta tự đi. Nhiều hữu đạo kinh ngạc nhìn hắn ta. Sau một lúc lâu, nhiều hữu đạo mới nói ra một câu, ta khổ tâm cố gắng nhiều năm như vậy, chúng ta thật vất vả mới đi được tới ngày hôm nay, người lại nói với ta như vậy sao? Viên cương, đạo gia, ta nhớ người từng nói với người, con đường của mình cuối cùng vẫn phải do tự mình đi. Nhiều hữu đạo, đứa trẻ tốt, học được cách lấy lời của ta tới bịt miệng của ta rồi. Xem ra, người thật sự quyết định rồi. Viên cương rất thành khẩn nói, đạo gia. Nhiều hữu đạo quay đầu lại nhưng không nói gì nữa, đi trở về bên cạnh thương thục thanh và nói, quận chúa, ngân nhi ăn quá giỏi, chúng ta nuôi không nổi. Lời này vừa nói ra, thương thục thanh dở khóc dở cười. Sau khi nhóm người trở lại Sơn Trang Mao Lư, Nhiêu Hiếu Đạo lập tức thu xếp cho Quản Phương Nhi và Nam Thiên Vô Phương và Viên Cương đi tới vô biên sa mạc, trợ giúp Viên Cương bắt đầu chuyển người vào vực thứ năm. Sợ Viên Cương không giúp được, Lữ Vô Song cũng cố ý để cho hai đệ tử An Du Nhi cùng Liễu Phi Tinh đi theo, bố trí người của Vô Song Thánh Địa cùng trợ giúp Viên Cương. Sau khi nhìn theo nhóm người rời đi, Ngưu Hữu Đạo giữ Lữ Vô Song lại bên cạnh nói chuyện. Sau khi đi tới bên cạnh, Lữ Vô Song có chút tò mò hỏi, chuyện gì vậy? Hai tay Ngưu Hữu Đạo cầm kiếm, hầu tử nói với ta, hắn không muốn đi tới vực thứ năm, muốn ở lại nhân gian, nàng thấy thế nào? Lữ Vô Song trầm xuống, hắn luôn nghe ngươi, nếu như ngay cả ngươi còn không có cách nào thuyết phục được, ngươi nói với ta cũng vô dụng. Ngưu Hữu Đạo, nàng không dự định khuyên hắn sao? Lữ vô song lắc đầu, sao cần phải để ý như vậy làm gì? Đối với ta, đi đâu cũng giống nhau cả. Hầu tử từng nói với ta một câu, nói là ngươi từng nói với người, chỗ nào thấy yên tâm thì chỗ đó chính là nhà. Chỗ nào yên tâm thì chỗ đó chính là nhà. Như hữu đạo thì thầm nói một tiếng rồi im lặng rất lâu, cuối cùng hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn trời, vậy còn phùng quan nhi, nàng giữ nàng ấy ở bên cạnh làm nha hoàn có thích hợp không? Lữ vô song, chuyện nhà chúng ta, ngươi không cần lo, thanh quan khó quản được việc nhà có thích hợp hay không chờ nàng và hầu tử quen rồi đợi đến lúc đó sẽ thuận theo tự nhiên dĩ nhiên là thích hợp tính cách hầu tử thế nào người còn không biết sao ta giữ con tin trong tay hắn mới dễ dàng chịu thua mẹ nó người kia không phải muốn ở lại nơi này để có ba vợ bốn nàng hầu chứ nghiêu hữu đạo thì thầm một tiếng lữ vô song không nghe rõ hỏi cái gì không có gì nghiêu hữu đạo cười hướng lắc đầu thôi đi có nàng ở bên cạnh hắn ta cũng có thể yên tâm hơn. Nàng phải để ý hắn nhiều hơn đấy. Lữ vô song, người nói vậy, ta có thể không để bụng được sao? Gặp phải loại nam nhân này cũng thật phiền lòng. Đợi sau khi nàng rời đi, như Hiếu đạo lặng im tại chỗ cân nhắc. Ban đầu, hắn đang suy nghĩ để lại người nào ở nhân gian thì thích hợp, có vài vấn đề không cần nghi ngờ. Nhân gian nhất định sẽ có cá lọt lưới, chắc chắn còn có thể có tu sĩ ẩn nấp, làm không tốt còn có thể có số lượng nhất định. Để tránh sinh loạn, trung quy phải để người đặc biệt dùng mới được. Để lại ai cũng là vấn đề, bây giờ viên cương chủ động bằng lòng ở lại, hình như vấn đề này đã được giải quyết dễ dàng, dựa vào lực uy hiếp của viên cương, người ẩn nấp cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, lại có thế lực triều đình giang lưới, trong một thời gian tương đối ngắn sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Người còn đứng ở đây làm gì? Vân cơ xuất hiện ở bên cạnh hắn, như hữu đạo lấy lại tinh thần và nhìn về phía nàng, đưa tin cho viên phương, bảo y lập tức trở về gặp ta viên phương nhận được tin lại chạy về vào lúc ban đêm vừa trở lại y lập tức hấp ta hấp tấp chạy tới phòng của ngưu hữu đạo đạo gia ngài tìm ta sao ngưu hữu đạo người trở về nhanh như vậy đã tìm được chỗ xây chùa chưa viên phương hì hì gật đầu tìm được rồi ta chọn tới chọn lui chọn tới hoa mắt cũng không biết chọn chỗ nào thích hợp sau đó người phía dưới nhắc nhở mới cảm thấy nơi ở trước của đạo gia cũng không sai có thể được nhờ ngưu hữu đạo nghi ngờ nơi ở trước của ta là có ý gì Viên Phương nói, chỗ của tông môn Thượng Thanh Tông, cách chùa Nam Sơn ban đầu còn rất gần, ta cố ý chạy tới đó xem thấy địa phương tốt lắm, ta còn cố ý đi xem chốn đảo hoa đạo gia đã từng ở. Cha cha, bụi cây đào nghìn năm ngoài cửa kia trông thật đẹp, hoa đào nở quanh năm không tàn, bốn mùa đều có hoa nở rực rỡ, cực đẹp. Thượng Thanh Tông vốn có sẵn kiến trúc chỉ cần tu sửa cải tạo một chút là được, còn không cần tốn nhiều công sức. Ta đã sai người ta đi tìm thợ thủ công rồi. Thượng Thanh Tông, như hữu đạo bất đắc dĩ một hồi, không ngờ được yêu tâm này lại có thể tìm tới chỗ đó nhắc tới cây đào kia ngược lại cũng gợi lên hồi ức năm xưa của hắn sau khi hắn lấy lại tinh thần thờ ơ nói ta nghĩ rồi ngươi không cần đi tới vực thứ năm kia xem như nể tình ngươi thành kính phật ngươi lại là tâm phúc của chùa nam sơn thiếu ngươi sợ là không được ngươi tiếp tục ở lại chùa nam sơn làm chủ trì của ngươi đi a à, viên phương chố mắt có thể nói là vui mừng bất ngờ lại có chút buồn bã không phải nói sau khi lối đi của nam giới bị chặt đứt linh khí nhân gian sẽ bị loãng đi sao vậy bần tăng tu luyện thế nào như hữu đạo là tu luyện của ngươi quan trọng hay là phật tổ quan trọng cái này viên phương bóp bóp ngón tay hình như có chút khó chọn thầm nói các ngươi đều đi một mình ta ở lại nơi này làm gì như hữu đạo không cần lo lắng ta để lại một người cùng ngươi viên phương hiếu kỳ nói ai như hữu đạo hầu tử a à. Viên Phương giật mình kinh ngạc, y thật sự sợ Viên Cương, quả đấm của người này thực sự rất dọa người. Y liên tục khoát tay nói, không cần không cần, bần tăng ở lại một mình là được rồi, sao có thể oan ức cho Viên ra được chứ? chương 2340, quà tặng của Phượng Nhược Nam 2. Như hiểu đạo, không oan ức, hắn vốn cũng không phải là tu sĩ, có thể không cần đi tới vực thứ năm. Viên Phương nhếch mép cười khan nói, đạo ra ngài câu nói này đúng là nói đùa, hắn còn tu sĩ hơn cả tu sĩ, chín thánh bị hắn giết bốn còn có một người thành lão bà của hắn đây cũng sắp thành dùng võ nhập đạo trong truyền thuyết rồi hắn tiếp tục ở lại nhân gian hình như không quá thích hợp đồ khốn kiếp trong lòng nghiêu hữu đạo hừ một cái và nhíu mày lại là ngươi nói tính hay là ta nói tính vẻ mặt viên phương xấu hổ muốn từ chối lại không dám chỉ còn biết vâng dạ nói dĩ nhiên là ngài nói tính chỉ là viên ra có thể đồng ý không nghiêu hữu đạo ta nói hắn có thể ở lại thì tất nhiên có thể ở lại ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều hắn sẽ không ở cùng một chỗ với ngươi mục đích ta cho hắn ở lại cũng rất đơn giản sợ có tu sĩ chưa đi hết sẽ làm hại nhân gian cần hắn chấn giữ thôi ngươi ở lại làm một trợ thủ cho hắn một khi hầu tử có gì cần ngươi không được chậm trễ hóa ra là như vậy viên phương biết mình nói không tính chỉ có thể gượng ép nói được ta nhớ kỹ rồi nghiêu hữu đạo đừng có miệng nói một đường trong lòng lại nghĩ một nẻo ta cảnh cáo ngươi ngày nào đó ta trở về kiểm tra, nếu như phát hiện ngươi làm bậy, ta nhất định không tha cho ngươi đâu. Viên Phương đứng hỏi, còn có thể quay về sao? Như Hữu Đạo có thể quay về hay không là chuyện của ta, ta muốn đi, ngươi không ngăn cản được. Ta muốn về, ngươi cũng không ngăn cản được. cho nên không cần ngươi quan tâm. còn nữa, tạm thời không nên lộ chuyện này ra bên ngoài, hiểu chưa? A, à, Viên Phương khúm núm một tiếng, trong lòng nói thầm đủ loại. vừa đối phó xong với vị này, ngày tiếp theo lại có phiền toái tới. Phượng Nhược Nam đưa tới cho hắn một món quà tặng, một người sống, sủng phi của Ngô Công Lĩnh, sủng phi từng trải qua bốn vị đế vương, A Tước Nhi. Nữ tử thướt tha trước mắt này lại chân chính vang danh khắp thiên hạ. Như Hữu đạo ngồi ngay ngắn sau bàn dài bên trong nhà thủy tạ nhìn A Tước Nhi đầu đội xa lạc chân thành hành lễ, trong lòng có chút buồn bực. Hắn phát hiện cô nương Phượng Nhược Nam kia vẫn thật sự giỏi gây chuyện, phát hiện nữ nhân trong thiên hạ đều giặt một loại. Hắn đã thông qua các con đường biết được chuyện đã xảy ra ban đầu, những quan lớn dám xử lý, cũng dám chiếm lợi phi tần trong hoàng cung của nước Tống, duy nhất chỉ có nữ nhân này là không dám tùy tiện làm bậy. Liên tiếp bốn hoàng đế, mỗi người đều muốn giữ lấy, ai biết Thương Triều Tông có tâm tư gì. Bây giờ Thương Triều Tông đã có tình cảnh quân lâm thiên hạ, trong thế tục không có mấy người dám trêu chọc làm Thương Triều Tông mất hứng. Vì vậy nước Tống bên kia đưa nữ nhân này đến Nam Châu, giao cho Nam Châu xử lý. Làm vậy lập tức sẽ khiến Phượng Nhược Nam buồn nôn bao nhiêu người chú ý nên nàng cũng không tiện làm quá rõ ràng khiến người ta chỉ trỏ nói xấu sau lưng thương triều tông ngồi còn chưa vững nàng còn muốn giữ lấy danh hiền huệ lần này biết được thương triều tông sắp thắng trận sẽ quay về nam châu phượng nhược nam lập tức không nhịn được nữa nếu thật sự để cho thương triều tông coi trọng nữ nhân này thì phải làm sao sau đó có người phía dưới hiến kế bảo đưa đến sơn trang mao lư giao cho đạo gia xử trí cứ như vậy vương gia không dám nói gì Vương Phi cũng không cần phải làm kẻ ác. Kế này hay, Phượng Nhược Nam mừng rỡ, lập tức sai người ta đưa tới. Lúc này, Thương Thục Thanh, Vân Cơ thậm chí ngay cả Lữ Vô Song và Phùng Quan Nhi ôm đứa trẻ cũng chạy ra, muốn xem thử cuối cùng là nữ tử tuyệt sắc thế nào mà có thể làm bốn vị đế vương phải yêu mến như vậy. Nhiêu Hữu Đạo cũng muốn xem thử, hắn nghĩ một lát rồi lên tiếng nói, vén tấm che đầu xuống. Hạ Hoa lập tức tiến lên tháo xa lạp của A Tước Nhi xuống. Lần này, trưởng môn Lưu Tiên Tông, phú vân tông linh tú sơn chủ động xin đi hộ tống a tước nhi đến đây để gặp được Ngưu hữu đạo không ngờ lại làm phiền tới ba vị trưởng môn tự mình đưa người đến sa lạc vừa lấy đi ánh mắt Ngưu hữu đạo cũng dừng lại hắn bị vẻ đẹp của nữ tử trước mắt làm cho kinh ngạc hai đời làm người hắn cũng chưa từng gặp qua nữ nhân nào đẹp như vậy nhìn thấy nữ tử này mới biết thế nào là phong hoa tuyệt thế trong gương mặt nghiêng nước nghiêng thành lộ ra chút lo lắng buồn phiền khiến cho người ta không nhịn được mà thương tiếc mấy người lữ vô song nhìn nhau, tất cả đều tự ti mặc cảm. Lúc này bọn họ mới biết vì sao người ta có thể khiến bốn vị đế vương phải yêu mến, quả thật là nhân gian tuyệt sắc. Thương Thục Thanh không nhịn được nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo xem phản ứng của hắn thế nào. Nàng mím môi thầm trách tại sao đại tẩu lại đưa người này tới. Ngưu Hữu Đạo giơ tay lên bóp chán, "A à, Tước Nhi đúng không, gương mặt này của nàng thật đúng là họa thủy, nếu nam nhân muốn nàng không phải tương đối quyền thế thì không gặp họa bất ngờ mới là lạ." Nói đi, nàng dự định thế nào đối với tương lai. Trên mặt A Tước Nhi lộ vẻ bi thương nói, người không thể làm theo ý mình, chỉ vì tham sống sợ chết nên mới sống tạm, cầu đạo ra cho con đường sống. Nói dứt lời, cuối cùng nàng lại quỳ xuống, như hiểu đạo, nàng đúng là tiên hạ phàm, không nên dừng lại ở nhân gian. Nàng cũng không làm gì sai, giết nàng, ta ngược lại cảm thấy không đành lòng. Đột nhiên hắn đẩy ra một trường, lực xé gió lướt qua. Mái tóc đen của A Tước Nhi theo gió rời đi, lập tức biến thành đầu chọc. Nhưng cho dù thành đầu chọc, cũng khó che giấu được phong thái tài hoa, còn lộ ra một vẻ đẹp phong tình khác. Từ nay về sau, nàng hãy thanh đăng cổ Phật cả quãng đời còn lại đi. Viên phương, viên phương mặc tăng bảo lập tức đi ra có mặt. Như hữu đạo, nhận tới chùa Nam Sơn của ngươi xuất gia. Nếu phát hiện nàng còn quyến luyến hồng trần thì chính là nói dối ta, đúng lúc cho nàng một kết cục vui vẻ. Vâng, viên phương nhận lệnh, A à, tước nhi lệ rơi đầy mặt, khóc dập đầu cảm ơn đạo gia. Các nàng thổn thức, thân là nữ tử đều theo đuổi vẻ đẹp, hôm nay mới biết thế nào là tốt quá hóa dở. Sau khi người lui ra, hạ hoa, trịnh cửu tiêu, phí trường lưu tiến đến trước mặt nghiêu hữu đạo, lời lẽ cung kính và nịnh bợ lấy lòng. Nghiêu hữu đạo không có ý định muốn nói nhiều nên bảo bọn họ trở về chuẩn bị di chuyển. Ba người dĩ nhiên tuân lệnh, nhưng trước khi đi phí trường lưu còn xin chỉ thị một câu, nhi nữ của ba nhiệt đồ kia còn đang bị ba phái ta khống chế, không biết ra có thể có căn dặn gì không không nói chuyện này như hữu đạo cũng thiếu chút nữa quên mất nhớ tới ba người kia phản bội mình ở thiên đô bí cảnh trước đây tiến hành khống chế là muốn lợi dụng để nhúng tay vào tiêu diêu cung và linh kiếm sơn nhưng sau đó biến hóa không theo ý mình nên chuẩn bị tiến vào thánh cảnh cũng không để ý tới tiêu diêu cung và linh kiếm sơn bên kia nữa ban đầu ba phái thuận thế nịnh bờ tử kim động muốn để cho tử kim động tới xử trí nhưng cung lâm sách bên kia lại biết nghiêu hữu đạo còn sống nên không làm thay, chuyện cứ thế bị gác lại. Trả tự do cho các nàng đi, nghiêu hữu đạo thoải mái nói một câu cho xong chuyện, đối với hắn đã không có giá trị gì thì không cần thiết giữ lại. Viên phương dẫn A Tước Nhi đi, thương Triều Tông cũng trở về đến Nam Châu. Khi được biết Phượng Nhược Nam lén lút làm chủ gạt Lam Nhược Đình đưa A Tước Nhi đi Sơn Trang mau Lư, y giận tím mặt, có thể nói là đã mắng cho Phượng Nhược Nam máu chó đầy đầu. Y thậm chí còn chưa gặp A Tước Nhi, làm sao có ý kiến gì. Cho dù y cũng tò mò không biết A Tước Nhi cuối cùng tuyệt sắc tới mức nào, cũng muốn xem thử dáng vẻ ra sao, nhưng còn chưa đến mức vì một A Tước Nhi mà hy sinh tất cả. Mục Trác chân không làm, Thương Kiến Hùng cũng sẽ không làm, Nhiếp chấn Đình không làm, Thương Triều Tông cũng không có khả năng làm. Chương 2340, quà tặng của Phượng Nhược Nam 2. Chương 2340, quà tặng của Phượng Nhược Nam 2. Như hiểu đạo, không oan ức, hắn vốn cũng không phải là tu sĩ, có thể không cần đi tới vực thứ năm viên phương nhếch mép cười khan nói đạo gia ngài câu nói này đúng là nói đùa hắn còn tu sĩ hơn cả tu sĩ chín thánh bị hắn giết bốn còn có một người thành lão bà của hắn đây cũng sắp thành dùng võ nhập đạo trong truyền thuyết rồi hắn tiếp tục ở lại nhân gian hình như không quá thích hợp đồ khốn kiếp trong lòng nghiêu hữu đạo hừ một cái và nhíu mày lại là ngươi nói tính hay là ta nói tính vẻ mặt viên phương xấu hổ muốn từ chối lại không dám chỉ còn biết vâng dạ nói, dĩ nhiên là ngài nói tính, chỉ là viên gia có thể đồng ý không. Nghiêu hiểu đạo, ta nói hắn có thể ở lại thì tất nhiên có thể ở lại. Ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, hắn sẽ không ở cùng một chỗ với ngươi. Mục đích ta cho hắn ở lại cũng rất đơn giản, sợ có tu sĩ chưa đi hết sẽ làm hại nhân gian, cần hắn chấn giữ thôi. Ngươi ở lại làm một trợ thủ cho hắn, một khi hầu tử có gì cần, ngươi không được chậm trễ. Hóa ra là như vậy, viên phương biết mình nói không tính, chỉ có thể gượng ép nói được ta nhớ kỹ rồi như hữu đạo đừng có miệng nói một đường trong lòng lại nghĩ một nẻo ta cảnh cáo ngươi ngày nào đó ta trở về kiểm tra nếu như phát hiện ngươi làm bậy ta nhất định không tha cho ngươi đâu viên phương đứng hỏi còn có thể quay về sao Như hữu đạo có thể quay về hay không là chuyện của ta ta muốn đi ngươi không ngăn cản được ta muốn về ngươi cũng không ngăn cản được cho nên không cần ngươi quan tâm còn nữa tạm thời không nên lộ chuyện này ra bên ngoài hiểu chưa a à, viên phương khúm núm một tiếng trong lòng nói thầm đủ loại vừa đối phó xong với vị này ngày tiếp theo lại có phiền toái tới phượng nhược nam đưa tới cho hắn một món quà tặng một người sống sùng phi của ngô công lĩnh sùng phi từng trải qua bốn vị đế vương a à tước nhi nữ tử thước tha trước mắt này lại chân chính vang danh khắp thiên hạ nghiêu hữu đạo ngồi ngay ngắn sau bàn dài bên trong nhà thủy tạ nhìn a à tước nhi đầu đội xa lạp chân thành hành lễ trong lòng có chút buồn bực hắn phát hiện cô nương phượng nhược nam kia vẫn thật sự giỏi gây chuyện, phát hiện nữ nhân trong thiên hạ đều giặt một loại. Hắn đã thông qua các con đường biết được chuyện đã xảy ra. Ban đầu, những quan lớn dám xử lý cũng dám chiếm lợi phi tần trong hoàng cung của nước Tống, duy nhất chỉ có nữ nhân này là không dám tùy tiện làm bậy. Liên tiếp bốn hoàng đế, mỗi người đều muốn giữ lấy, ai biết thương triều tông có tâm tư gì. Bây giờ thương triều tông đã có tình cảnh quân lâm thiên hạ, trong thế tục không có mấy người dám trêu chọc làm thương triều tông mất hứng vì vậy nước tống bên kia đưa nữ nhân này đến nam châu giao cho nam châu xử lý làm vậy lập tức sẽ khiến phượng nhược nam buồn nôn bao nhiêu người chú ý nên nàng cũng không tiện làm quá rõ ràng khiến người ta chỉ trỏ nói xấu sau lưng thương triều tông ngồi còn chưa vững nàng còn muốn giữ lấy danh hiền huệ lần này biết được thương triều tông sắp thắng trận sẽ quay về nam châu phượng nhược nam lập tức không nhịn được nữa nếu thật sự để cho thương triều tông coi trọng nữ nhân này thì phải làm sao sau đó có người phía dưới hiến kế, bảo đưa đến Sơn Trang Mao Lư, giao cho đạo gia xử trí. Cứ như vậy, vương gia không dám nói gì, vương phi cũng không cần phải làm kẻ ác. Kế này hay, Phượng Nhược Nam mừng rỡ, lập tức sai người ta đưa tới. Lúc này, thương thục thanh, vân cơ thậm chí ngay cả lữ vô song và phùng quan nhi ôm đứa trẻ cũng chạy ra, muốn xem thử cuối cùng là nữ tử tuyệt sắc thế nào mà có thể làm bốn vị đế vương phải yêu mến như vậy. Nhiều hữu đạo cũng muốn xem thử hắn nghĩ một lát rồi lên tiếng nói, vén tấm che đầu xuống. Hạ Hoa lập tức tiến lên tháo sa lạp của A Tước Nhi xuống. Lần này, trưởng môn Lưu Tiên Tông, Phú Vân Tông, Linh tú Sơn chủ động xin đi hộ tống A Tước Nhi đến đây, để gặp được Nhiêu Hữu Đạo. Không ngờ lại làm phiền tới ba vị trưởng môn tự mình đưa người đến. Sa lạp vừa lấy đi, ánh mắt Nhiêu Hữu Đạo cũng dừng lại. Hắn bị vẻ đẹp của nữ tử trước mắt làm cho kinh ngạc. Hai đời làm người hắn cũng chưa từng gặp qua nữ nhân nào đẹp như vậy nhìn thấy nữ tử này mới biết thế nào là phong hoa tuyệt thế, trong gương mặt nghiêng nước nghiêng thành lộ ra chút lo lắng buồn phiền, khiến cho người ta không nhịn được mà thương tiếc. Mấy người lữ vô song nhìn nhau, tất cả đều tự ti mặc cảm. Lúc này bọn họ mới biết vì sao người ta có thể khiến bốn vị đế vương phải yêu mến, quả thật là nhân gian tuyệt sắc. Thương Thục Thanh không nhịn được nhìn về phía Nghiêu Hữu Đạo xem phản ứng của hắn thế nào. Nàng mím môi thầm trách tại sao đại tẩu lại đưa người này tới. Nghiêu Hữu Đạo giơ tay lên bóp chán, "A à Tước Nhi đúng không, gương mặt này của nàng thật đúng là họa thủy, nếu nam nhân muốn nàng không phải tương đối quyền thế thì không gặp họa bất ngờ mới là lạ." Nói đi, nàng dự định thế nào đối với tương lai? Trên mặt A à Tước Nhi lộ vẻ bi thương nói, "Người không thể làm theo ý mình, chỉ vì tham sống sợ chết nên mới sống tạm, cầu đạo ra cho con đường sống." Nói dứt lời, cuối cùng nàng lại quỳ xuống, như Hữu Đạo, nàng đúng là tiên hạ phàm, không nên dừng lại ở nhân gian." Nàng cũng không làm gì sai, giết nàng, ta ngược lại cảm thấy không đành lòng. Đột nhiên hắn đẩy ra một trường, lực xé gió lướt qua. Mái tóc đen của A Tước Nhi theo gió rời đi, lập tức biến thành đầu chọc. Nhưng cho dù thành đầu chọc, cũng khó che giấu được phong thái tài hoa, còn lộ ra một vẻ đẹp phong tình khác. Từ nay về sau, nàng hãy thanh đăng cổ Phật cả quãng đời còn lại đi. Viên Phương, Viên Phương Mặc Tăng bảo lập tức đi ra, có mặt. Nghiêu Hữu Đạo, nhận tới chùa Nam Sơn của ngươi xuất gia nếu phát hiện nàng còn quyến luyến hồng trần thì chính là nói dối ta, đúng lúc cho nàng một kết cục vui vẻ. Vâng, viên phương nhận lệnh, A à, tước nhi lệ rơi đầy mặt, khóc dập đầu cảm ơn đạo gia. Các nàng thổn thức, thân là nữ tử đều theo đuổi vẻ đẹp, hôm nay mới biết thế nào là tốt quá hóa dở. Sau khi người lui ra, hạ hoa, trịnh cử tiêu, phí trường lưu tiến đến trước mặt nghiêu hữu đạo, lời lẽ cung kính và nịnh bợ lấy lòng. Nghiêu hữu đạo không có ý định muốn nói nhiều nên bảo bọn họ trở về chuẩn bị di chuyển. Ba người dĩ nhiên tuân lệnh, nhưng trước khi đi phí trường lưu còn xin chỉ thị một câu, nhi nữ của ba nhiệt đồ kia còn đang bị ba phái ta khống chế, không biết ra có thể có căn dặn gì không. Không nói chuyện này, như hữu đạo cũng thiếu chút nữa quên mất. Nhớ tới ba người kia phản bội mình ở thiên đô bí cảnh, trước đây tiến hành khống chế, là muốn lợi dụng để nhúng tay vào tiêu diêu cung và linh kiếm sơn, nhưng sau đó biến hóa không theo ý mình nên chuẩn bị tiến vào thánh cảnh, cũng không để ý tới tiêu diêu cung và linh kiếm sơn bên kia nữa ban đầu ba phái thuận thế nịnh bờ tử kim động muốn để cho tử kim động tới xử trí nhưng cung lâm sách bên kia lại biết nghiêu hữu đạo còn sống nên không làm thay chuyện cứ thế bị gác lại trả tự do cho các nàng đi nghiêu hữu đạo thoải mái nói một câu cho xong chuyện đối với hắn đã không có giá trị gì thì không cần thiết giữ lại viên phương dẫn a tước nhi đi thương triều tông cũng trở về đến nam châu khi được biết phượng nhược nam lén lút làm chủ gạt lam nhược đình đưa a tước nhi đi sơn trang mau lư y giận tín mặt, có thể nói là đã mắng cho Phượng Nhược Nam máu chó đầy đầu. Y thậm chí còn chưa gặp A Tước Nhi, làm sao có ý kiến gì. Cho dù y cũng tò mò không biết A Tước Nhi cuối cùng tuyệt sắc tới mức nào, cũng muốn xem thử dáng vẻ ra sao, nhưng còn chưa đến mức vì một A Tước Nhi mà hy sinh tất cả. Mục Trác chân không làm, thương kiến hùng cũng sẽ không làm, nhiếp chấn đình không làm, thương triều tông cũng không có khả năng làm. Trường 2341, tất cả đều đã qua, bảo trọng. Y phẫn nộ mắng Phượng Nhược Nam không phải bởi vì không gặp được người đẹp mà bởi vì thương Thục Thanh. Bây giờ chuyện nàng và Nghiêu Hiếu Đạo còn chưa chắc chắn lại đưa một mỹ nhân như thế đến bên cạnh hắn. Nếu chẳng may bị hắn nhìn chúng, không phải vác đá tự đập lên chân của mình sao? Phải hiểu là vị trí nhiếp chính vương này của y cuối cùng còn chưa được chứng thực đâu. Và lại, A à Tước Nhi từng là nữ nhân bá phô y thương kiến hùng, thương chiếu tông y làm sao có thể xấu xa đến mức ngay cả giới hạn cuối cùng này cũng không có, nhất là ở dưới tình huống vị trí còn chưa ổn lại càng không thể làm như vậy y thật không biết rốt cuộc trong đầu những nữ nhân như phượng nhược nam chứa cái gì còn thật sự có thể nghĩ cũng thật sự dám nghĩ y mắng chửi một trận mới khiến cho phượng nhược nam tỉnh ra làm nàng xấu hổ hối hận vô cùng mà sau khi đưa a tước nhi đi lam nhược đình biết được đã lập tức áp dụng hành động lam nhược đình phát động tổ chức tình báo của thương thị tiến hành bắt bớ một trận lam nhược đình ý thức được người dám đánh chủ ý đến trên đầu sơn trang mao lư thì vấn đề không bình thường lập tức tiến hành bắt người đã mê hoặc phượng nhược nam để nghiêm hình thẩm vấn dẫn ra một loạt âm mưu nhằm vào thương triều tông thiên hạ chưa ổn định một cuộc tranh đoạt đã ngầm bắt đầu giống như thương triều tông lo lắng có người hy vọng nghiêu hữu đạo nhìn chúng a à tước nghi có người muốn xuống tay từ nền tảng của thương triều tông lấy điều này để thay đổi tình hình bất lợi thậm chí là lật ngược tình thế sau khi tìm hiểu ra được chuyện do nước hàn bên kia sắp đặt thương triều tông tức giận ra lệnh một tiếng khống chế đám người ra tay bên phía nước hàn đại khai sát giới đầu của mấy quan lại đầu hàng rơi xuống đất xét nhà diệt tộc để gian đe việc này cũng không phải là quan trọng nhất đối với thương triều tông bố trí lại hệ thống trong thiên hạ quan trọng hơn mà chuyện quan trọng nhất vẫn còn thực hiện chuyện tu sĩ trong thiên hạ rời tới vực thứ năm y truyền lệnh cho các nơi tích cực tổ chức phối hợp các nơi cũng không dám chậm trễ chuyện này trên xu thế lớn, các nơi vẫn hy vọng những người trong giới tu hành khống chế thiên hạ nhiều năm sớm cút đi. Tu sĩ của các môn các phái, yêu ma quỷ quái của bốn biển, thế lực còn sót lại của chín thánh, tán tu trong thiên hạ, gia quyến của tu sĩ, tu phạm được đại xá trong thiên hạ, một ít người vì trước lún chân vào quá sâu lo lắng thiên hạ biến đổi lớn sẽ bị liên lụy, một ít người sống không được vừa ý trên thế tục. Người từ bốn phương tám hướng chạy tới vô biên sa mạc, cần thương chiều tông phối hợp với các nơi cung cấp xe ngựa chuyển vận, Điểm khác chính là phàm phu tục tử bước vào vực thứ 5 với quy mô không nhỏ, cũng cần thương chiều tông phối hợp thu xếp cung cấp một số thức ăn, ít nhất phải bảo đảm vấn đề no bụng cho nhóm người đầu tiên bước vào vực thứ 5 trước khi lương thực sản xuất ra được. Người từ bốn phương tám hướng tiếp tục chạy tới vô biên sa mạc. Mà trước khi người tới, viên cương tự mình ở trong vô biên sa mạc trợ giúp, triệu hoán ra rất nhiều bò cạp chuyển vật, sau đó bước vào vực thứ 5 triệu hoán ra rất nhiều bò cạp hoàng, ở dưới sự trợ giúp của một đám tu sĩ, người đến trước lần lượt được đưa vào bên trong vực thứ năm hành động di chuyển rất khổng lồ đồ sộ từng nhóm nối tiếp nhau bên trong phủ thứ sử kim châu vô tâm ngồi ở trước giường bệnh chẩn đoán bệnh tình cho hải như nguyệt đang ngủ mê man lúc này hải như nguyệt mất đi vẻ đẫy đà tóc bạc nhiều dáng vẻ tiêu tùy từ sau kia nhìn thấy nhi tử tiêu thiên chấn bị nhi tử chửi độc lại bệnh nặng không dậy nổi khó có tinh thần thường xuyên lấy nước mắt rửa mặt cho dù vạn động thiên phủ có không ít tu sĩ cũng chữa không hết được tâm bệnh, thuốc và châm cứu không chữa được, pháp lực cũng không làm nên chuyện gì. Sau khi chẩn đoán chính xác, vô tâm nới lỏng tay và im lặng. Lê Vô Hoa cẩn thận hỏi, vô tâm tiên sinh, tiện nội bệnh tình thế nào? Trong mắt y ít nhiều có phần chờ mong, đang trong lúc bó tay không làm gì được, rơi vào tình trạng dày vò lâu ngày, đệ tử của quỷ y đột nhiên chủ động tới cửa, làm sao y có thể không chờ mong được. Vô tâm than khẽ một tiếng, bệnh tình giống hệt với dự đoán của sư phụ sau khi nghe được tin đồn, cũng là sư phụ truyền thụ phương pháp cứu chữa, bảo hắn ta đi chuyến này. Ban đầu không có cách gì tốt, vẫn là bởi vì bệnh tình của La Phương Phỉ dẫn dắt sư phụ. Đương nhiên, La Phương Phỉ kiêng nghiêm trọng hơn người này nhiều, sai một ly có thể đi một dặm nên không thể quơ đũa cả nắm. Sau khi cân nhắc, hắn ta mới trả lời, tâm bệnh vẫn cần phải có tâm dược mới chữa được, nếu không có tâm dược, cũng chỉ có thể áp dụng thủ đoạn can thiệp, cách thì thật ra có một, chỉ là sợ rằng sẽ tạo ra những hậu quả khác. Lê Vô Hoa cung kính nói, mong được nghe cao kiến của tiên sinh. Vô tâm, làm cho phu nhân mất đi một đoạn ký ức, quên có vài ký ức không vui, tự nhiên cũng sẽ được giải thoát. Lê Vô Hoa hình như hiểu ra, lại thỉnh giáo, không biết một đoạn này là chỉ bao lâu. Vô tâm, khoảng 2 năm, thuật này do sư phụ ta vừa nghiên cứu ra, ta cũng không dám bảo đảm ra tay nặng nhẹ thế nào, có lẽ càng lâu hơn. Phu nhân là chủ Kim Châu nên ta cũng không dám chuyên dùng, sợ sẽ làm lỡ chuyện của phu nhân cho nên vẫn cần các ngươi quyết định lê vô hoa gật đầu ta hiểu tiên sinh cứ thực hiện cứu chữa bây giờ nàng đã bộ dáng này thì còn nói gì tới chủ chính kim châu được cho phép vô tâm cũng không có nói gì nữa chỉ sai người ta đưa hải như nguyệt tới một nơi không gian nhẹ nhàng khoan khoái hơn sau đó châm kim trên đầu hải như nguyệt đợi cho tới khi nhổ vô số ngân châm ra vô tâm lấy mấy viên đan dược bảo lê vô hoa đúng giờ lại cho hải như nguyệt uống trong vòng ba ngày phu nhân có thể tỉnh lại ta cũng chỉ có thể làm được như vậy thôi về phần hiệu quả thế nào thì ta cũng không thể kết luận được tiên sinh ghi nhớ kỹ không nên để cho bất kỳ kẻ nào nhắc với phu nhân về những chuyện không này chuyện ta tới chữa bệnh cũng không cần báo cho phu nhân biết hai tay lê vô hoa nhận thuốc và liên tục gật đầu ta hiểu ta hiểu vô tâm không ở lại mà rời đi luôn lê vô hoa tự mình đưa tiễn khi đưa đến đình viện vô tâm chợt dừng bước hình như nhớ ra điều gì hỏi chuyện di chuyển vào vực thứ năm lê tiên sinh có đi không mẹ con phu nhân có ở lại không? Lê vô hoa than thở, tiện nội đã nản lòng thoái chí, ở lại cũng mất ý nghĩa. Ta đi rồi, ta cũng lo lắng cho tình cảnh của hai mẹ con. Bọn họ đi theo ta ít nhất vẫn có thể chăm sóc lẫn nhau. Gia chi nó cho rằng sư đệ của tiên sinh cũng sẽ đi tới vực thứ năm nên quyết định theo ta rời đi vực thứ năm. Sự vụ của Kim Châu đã dâng thư cho nhiếp chính vương, chắc không bao lâu, nhiếp chính vương sẽ phái người tới tiếp thu. Vô tâm gật đầu và giơ tay nói nói, không phiền tiên sinh phải tiến xa nữa. Lúc hắn ta xoay người rời đi, quách mạn cũng đi cùng. Lê vô hoa chắp tay lặng lẽ đưa tiến, ra khỏi phủ thành Kim Châu thì đã khuya. Vô tâm cùng quách mạn chui vào trong một núi rừng và gặp mặt đám người quỷ y. Vô tâm nói ra tình hình cứu chữa, quỷ y quay đầu lướt nhìn vô tâm và than thở, đi thôi, giải quyết xong chuyện ở đây rồi, chúng ta đi cũng yên tâm. Mà lúc này bên ngoài phủ thứ sử có một đám người đi tới người do thương triều tông phái tới tiếp nhận Kim Châu đã đến. Đi cùng còn có hải vô cực, hoàng đế nước triệu trước kia cuối cùng đã dám ngang nhiên lộ diện, lần này hắn tới là đón mẫu thân thương ấu lan. Thương triều tông biết hải như nguyệt sắp đi vực thứ năm nên bảo hải vô cực nhận mẫu thân để phụng dưỡng, sẽ có bố trí nhất định. Bất kể nói thế nào, thương ấu lan tốt xấu gì cũng là bà cô của thương triều tông, chỉ cần không làm chuyện suy nghĩ không an phận, tất sẽ được sống yên ổn suốt quãng đời còn lại chương 2341, tất cả đều đã qua, bảo trọng. chương 2341, tất cả đều đã qua, bảo trọng. Y phẫn nộ mắng Phượng Nhược Nam không phải bởi vì không gặp được người đẹp mà bởi vì thương Thục Thanh. Bây giờ chuyện nàng và Nghiêu Hiễu Đạo còn chưa chắc chắn lại đưa một mỹ nhân như thế đến bên cạnh hắn. Nếu chẳng may bị hắn nhìn chúng, không phải vác đá tự đập lên chân của mình sao? Phải hiểu là vị trí nhiếp chính vương này của y cuối cùng còn chưa được chứng thực đâu. Và lại, A à Tước Nhi từng là nữ nhân bá phô y thương kiến hùng, thương chiếu tông y làm sao có thể xấu xa đến mức ngay cả giới hạn cuối cùng này cũng không có, nhất là ở dưới tình huống vị trí còn chưa ổn lại càng không thể làm như vậy. Y thật không biết rốt cuộc trong đầu những nữ nhân như Phượng Nhược Nam chứa cái gì, còn thật sự có thể nghĩ cũng thật sự dám nghĩ. Y mắng chửi một trận mới khiến cho Phượng Nhược Nam tỉnh ra, làm nàng xấu hổ, hối hận vô cùng. Mà sau khi đưa A à Tước Nhi đi, Lam Nhược Đình biết được đã lập tức áp dụng hành động. Lam Nhược Đình phát động tổ chức tình báo của Thương Thị tiến hành bắt bớ một trận. Lam Nhược Đình ý thức được người dám đánh chủ ý đến trên đầu Sơn Trang Mao Lư thì vấn đề không bình thường, lập tức tiến hành bắt người đã mê hoặc Phượng Nhược Nam để nghiêm hình thẩm vấn, dẫn ra một loạt âm mưu nhằm vào Thương Triều Tông. Thiên hạ chưa ổn định, một cuộc tranh đoạt đã ngầm bắt đầu. Giống như Thương Triều Tông lo lắng, có người hy vọng Nghiêu Hữu Đạo nhìn chúng A Tước Nhi, có người muốn xuống tay từ nền tảng của Thương Triều Tông, lấy điều này để thay đổi tình hình bất lợi thậm chí là lật ngược tình thế. Sau khi tìm hiểu ra được chuyện do nước Hàn bên kia sắp đặt, Thương Triều Tông tức giận ra lệnh một tiếng, khống chế đám người ra tay bên phía nước Hàn, đại khai sát giới, đầu của mấy quan lại đầu hàng rơi xuống đất, xét nhà diệt tộc để gian đe. Việc này cũng không phải là quan trọng nhất, đối với Thương Triều Tông, bố trí lại hệ thống trong thiên hạ quan trọng hơn. Mà chuyện quan trọng nhất vẫn còn thực hiện chuyện tu sĩ trong thiên hạ rời tới vực thứ năm. Y truyền lệnh cho các nơi tích cực tổ chức phối hợp, các nơi cũng không dám chậm trễ chuyện này trên xu thế lớn các nơi vẫn hy vọng những người trong giới tu hành khống chế thiên hạ nhiều năm sớm cút đi tu sĩ của các môn các phái yêu ma quỷ quái của bốn biển thế lực còn sót lại của chín thánh tán tu trong thiên hạ gia quyến của tu sĩ tụ phạm được đại xá trong thiên hạ một ít người vì trước lún chân vào quá sâu lo lắng thiên hạ biến đổi lớn sẽ bị liên lụy một ít người sống không được vừa ý trên thế tục người từ bốn phương tám hướng chạy tới vô biên sa mạc Cần Thương Triều Tông phối hợp với các nơi cung cấp xe ngựa chuyển vận. Điểm khác chính là phàm phu tục tử bước vào vực thứ 5 với quy mô không nhỏ, cũng cần Thương Triều Tông phối hợp thu xếp cung cấp một số thức ăn, ít nhất phải bảo đảm vấn đề no bụng cho nhóm người đầu tiên bước vào vực thứ năm trước khi lương thực sản xuất ra được. Người từ bốn phương tám hướng tiếp tục chạy tới Vô Biên Sa Mạc. Mà trước khi người tới, Viên Cương tự mình ở trong Vô Biên Sa Mạc trợ giúp, triệu hoán ra rất nhiều bò cạp chuyển vận, sau đó bước vào vực thứ 5 triệu hoán ra rất nhiều bò cạp hoàng ở dưới sự trợ giúp của một đám tu sĩ, người đến trước lần lượt được đưa vào bên trong vực thứ năm. Hành động di chuyển rất khổng lồ đồ sộ, từng nhóm nối tiếp nhau. Bên trong phủ thứ sử Kim Châu, vô tâm ngồi ở trước giường bệnh, chẩn đoán bệnh tình cho Hải Như Nguyệt đang ngủ mê man. Lúc này Hải Như Nguyệt mất đi vẻ đẫy đà, tóc bạc nhiều, dáng vẻ tiêu tùy. Từ sau kia nhìn thấy nhi tử tiêu thiên chấn, bị nhi tử chửi độc lại bệnh nặng không dậy nổi, khó có tinh thần, thường xuyên lấy nước mắt rửa mặt, cho dù vạn động thiên phủ có không ít tu sĩ, cũng chữa không hết được tâm bệnh, thuốc và châm cứu không chữa được, pháp lực cũng không làm nên chuyện gì. Sau khi trần đoán chính xác, vô tâm nới lỏng tay và im lặng. Lê Vô Hoa cẩn thận hỏi, vô tâm tiên sinh, tiện nội bệnh tình thế nào? Trong mắt y ít nhiều có phần chờ mong, đang trong lúc bó tay không làm gì được, rơi vào tình trạng dày vò lâu ngày, đệ tử của quỷ y đột nhiên chủ động tới cửa, làm sao y có thể không chờ mong được. Vô tâm than khẽ một tiếng, Bệnh tình giống hệt với dự đoán của sư phụ sau khi nghe được tin đồn, cũng là sư phụ truyền thụ phương pháp cứu chữa, bảo hắn ta đi chuyến này. Ban đầu không có cách gì tốt, vẫn là bởi vì bệnh tình của La Phương Phỉ dẫn dắt sư phụ. Đương nhiên, La Phương Phỉ kiêng nghiêm trọng hơn người này nhiều, sai một ly có thể đi một dặm nên không thể quơ đũa cả nắm. Sau khi cân nhắc, hắn ta mới trả lời, tâm bệnh vẫn cần phải có tâm dược mới chữa được, nếu không có tâm dược, cũng chỉ có thể áp dụng thủ đoạn can thiệp, cách thì thật ra có một, chỉ là sợ rằng sẽ tạo ra những hậu quả khác. Lê Vô Hoa cung kính nói, mong được nghe cao kiến của tiên sinh. Vô tâm, làm cho phu nhân mất đi một đoạn ký ức, quên có vài ký ức không vui, tự nhiên cũng sẽ được giải thoát. Lê Vô Hoa hình như hiểu ra, lại thỉnh giáo, không biết một đoạn này là chỉ bao lâu. Vô tâm, khoảng 2 năm, thuật này do sư phụ ta vừa nghiên cứu ra, ta cũng không dám bảo đảm ra tay nặng nhẹ thế nào, có lẽ càng lâu hơn phu nhân là chủ Kim Châu nên ta cũng không dám chuyên dùng, sợ sẽ làm lỡ chuyện của phu nhân, cho nên vẫn cần các ngươi quyết định. Lê Vô Hoa gật đầu, ta hiểu, tiên sinh cứ thực hiện cứu chữa, bây giờ nàng đã bộ dáng này thì còn nói gì tới chủ chính Kim Châu. Được cho phép, vô tâm cũng không có nói gì nữa, chỉ sai người ta đưa Hải Như Nguyệt tới một nơi không gian nhẹ nhàng khoan khoái hơn, sau đó châm kim trên đầu Hải Như Nguyệt. Đợi cho tới khi nhổ vô số ngân châm ra, vô tâm lấy mấy viên đan dược bảo Lê Vô Hoa đúng giờ lại cho Hải Như Nguyệt uống, trong vòng 3 ngày, phu nhân có thể tỉnh lại, ta cũng chỉ có thể làm được như vậy thôi, về phần hiệu quả thế nào thì ta cũng không thể kết luận được. Tiên sinh ghi nhớ kỹ, không nên để cho bất kỳ kẻ nào nhắc với phu nhân về những chuyện không này. Chuyện ta tới chữa bệnh cũng không cần báo cho phu nhân biết. Hai tay Lê Vô Hoa nhận thuốc và liên tục gật đầu, ta hiểu, ta hiểu. Vô tâm không ở lại mà rời đi luôn, Lê Vô Hoa tự mình đưa tiến. Khi đưa đến đình viện, vô tâm chợt dừng bước hình như nhớ ra điều gì hỏi chuyện di chuyển vào vực thứ năm lê tiên sinh có đi không mẹ con phu nhân có ở lại không lê vô hoa than thở tiện nội đã nản lòng thoái chí ở lại cũng mất ý nghĩa ta đi rồi ta cũng lo lắng cho tình cảnh của hai mẹ con bọn họ đi theo ta ít nhất vẫn có thể chăm sóc lẫn nhau gia chi nói cho rằng sư đệ của tiên sinh cũng sẽ đi tới vực thứ năm nên quyết định theo ta rời đi vực thứ năm sự vụ của kim châu đã dâng thư cho nhiếp chính vương chắc không bao lâu, nhiếp chính vương sẽ phái người tới tiếp thu. Vô tâm gật đầu và giơ tay nói nói, không phiền tiên sinh phải tiến xa nữa. Lúc hắn ta xoay người rời đi, quách mạn cũng đi cùng. Lê vô hoa chắp tay lặng lẽ đưa tiến, ra khỏi phủ thành Kim Châu thì đã khuya. Vô tâm cùng quách mạn chui vào trong một núi rừng và gặp mặt đám người quỷ y. Vô tâm nói ra tình hình cứu chữa, quỷ y quay đầu lướt nhìn vô tâm và than thở, đi thôi, giải quyết xong chuyện ở đây rồi, chúng ta đi cũng yên tâm. Mà lúc này bên ngoài phủ thứ sử có một đám người đi tới. Người do thương triều tông phái tới tiếp nhận Kim Châu đã đến. Đi cùng còn có hải vô cực, hoàng đế nước triệu trước kia cuối cùng đã dám ngang nhiên lộ diện, lần này hắn tới là đón mẫu thân thương ấu lan. Thương triều tông biết hải như nguyệt sắp đi vực thứ năm nên bảo hải vô cực nhận mẫu thân để phụng dưỡng, sẽ có bố trí nhất định. Bất kể nói thế nào, thương ấu lan tốt xấu gì cũng là bà cô của thương triều tông, chỉ cần không làm chuyện suy nghĩ không an phận, tất sẽ được sống yên ổn suốt quãng đời còn lại. chương 2342, Cao Kiến Thành làm tuyệt hơn một. Bên ngoài phủ thành Bắc Châu, bên ngoài một mảnh rừng trúc nhỏ âm u tĩnh mịch, một chiếc xe ngựa đi đến. Thiệu Liễu Nhi xuống xe, phất tay ra hiệu cho người đánh xe điều khiển xe ngựa rời đi trước. Nàng quay đầu lại, chỉ thấy trong nhà nông bên cạnh rừng trúc có một người đi ra, đang nhìn nàng mỉm cười, đó không phải là ai khác mà chính là vô tâm. Hai người nhìn nhau, ánh mắt thiệu liếu nhi chậm rãi đảo qua rừng trúc kia. Vẫn là căn nhà nông này, mặc dù rừng trúc đã có diện tích lớn hơn rất nhiều, căn nhà kia cũng được sửa lại, nhưng nàng chắc chắn sẽ không quên hoàn cảnh nơi này. Năm đó khi nàng cùng đàm diệu hiển bỏ trốn, hai người đã tư định chung thân ở đây. Nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên lần đó, ghi lòng tạc dạ, khi đó đơn giản và ngây thô, mất đi là mất đi, sau này sẽ không có nữa. Vô tâm hẹn gặp mặt nàng ở đây, rõ ràng cũng không quên, nàng ít nhiều có chút lo lắng không yên không biết nên tiến vào cánh cửa kia không một khi tiến vào đối phương muốn lặp lại điều gì muốn nói gì với nàng nàng không biết mình có nên từ chối hay không tuy nhiên cuối cùng nàng vẫn đi tới đây nhưng vô tâm tránh nghi ngờ vẫn chưa bảo nàng đi vào mà đưa tay ra hiệu cho nàng ở bên ngoài một lát vô tâm tới gặp nàng một lần cuối cùng để từ biệt hắn phải đi cùng sư phụ quỷ y rời khỏi vực thứ năm thiệu liễu nhi nghe xong thì hơi sốt ruột diệu hiền ngươi không phải tu sĩ nên không cần thiết tiến vào vực thứ năm dựa vào y thuật của ngươi ngươi ở lại đây cũng rất có triển vọng bắc châu người ở lại bắc châu đi nếu có chuyện gì thì chúng ta cũng có thể chăm sóc cho nhau vô tâm đi song song lắc đầu liễu nhi làm vậy không thích hợp ở đây có không ít người quen bị người ta nhìn thấy chúng ta qua lại sẽ không tốt cho nàng cũng không tiện ăn nói với hạo chân bên kia thiệu liễu nhi bắc châu không được ngươi có thể đến chỗ khác chúng ta có thể cố gắng không gặp mặt tình hình thiệu ra không rõ ràng trên mức độ nào đó bây giờ cùng với tương lai nàng đều cần vô tâm giúp đỡ dựa vào ảnh hưởng từ y thuật của vô tâm nhất định có thể giúp đỡ nàng không còn nhiều tu sĩ tồn tại người có y thuật như vô tâm sẽ có ảnh hưởng rất lớn vô tâm dừng bước kinh ngạc nhìn nàng đi chỗ khác còn cố gắng không gặp vậy hắn ở lại có ý nghĩa gì nàng bảo hắn ở lại có ý nghĩa gì hắn đã không phải là thư sinh đơn thuần năm đó nữa hắn đã đi khắp thế gian một lượt trải qua một ít phong ba nên cũng có thể hiểu được một ít chuyện. Ánh mắt của hắn rất phức tạp, trái tim hắn vẫn rất chân thành nhưng liễu nhi của hắn đã thay đổi rồi. Diệu hiền, nếu ngươi đi vực thứ năm, chúng ta có lẽ sẽ không bao giờ gặp mặt được nữa. Ngươi hãy ở lại đi. Thiệu liễu nhi do dự một lát cuối cùng lại chủ động nắm lấy tay đàm diệu hiền, trong ánh mắt lộ rõ sự khẩn cầu. Vô tâm nhìn chằm chằm vào nàng và chậm rãi giơ tay lên, kéo tay nàng ra rồi lùi lại hai bước, chắp tay nói, liễu nhi, tất cả đều đã qua rồi nàng hãy bảo trọng hắn cười và xoay người cũng thấy thoải mái hơn cuối cùng hắn cũng bỏ xuống mà không còn lo lắng nữa cả người dễ chịu rời đi từ nụ cười của hắn thiệu liếu nhi đã hiểu ra được một vài điều nàng nhìn theo bóng lưng rời đi dần dần trong mắt ngấn lệ hai tay che mặt và chậm rãi ngồi xổm xuống khóc bên trong nhà thủy tạ của sơn trang mao lư quách mạng lo sợ bất an đứng một mình chờ nhóm quỷ y đã tới sơn trang mao lư ở tại nơi dành cho khách bên ngoài Sơn Trang, chờ đi cùng người của Sơn Trang Mao Lư tới vực thứ năm. Đây là ý của Ngưu Hữu Đạo, chính là muốn giữ lại quỷ y cho Sơn Trang Mao Lư. Sau này đi vực thứ năm, quỷ y cũng sẽ không rời khỏi Sơn Trang Mao Lư được. Đi tới vực thứ năm, Ngưu Hữu Đạo sẽ không nhúng tay vào chuyện gì, nhưng trước khi đi, hắn sẽ lưu lại thành viên tổ chức nhất định cho Sơn Trang Mao Lư. Quách mạn được bí mật đưa tới, biết Ngưu Hữu Đạo muốn gặp nàng thì nàng rất căng thẳng bởi vì từ trước đến nay nàng chưa từng gặp mặt mũi thật sự của hắn. Bây giờ địa vị của hắn cũng đủ khiến cho nàng nơm nấp lo sợ, cũng không biết tính tình hắn thế nào. Không bao lâu, như hữu đạo xuất hiện, vân cơ cũng đi theo. Quách mạn vội vàng hành lễ, quách mạn bái kiến đạo ra. Chưa gặp qua người thật nhưng từng thấy người giả, như hữu đạo vừa xuất hiện là nàng lại nhận ra ngay. Không cần đa lễ, như hữu đạo ha ha cười và xua tay, ra hiệu nàng ngồi. Nàng không dám ngồi, Nghiêu Hữu Đạo cũng không miễn cưỡng. Sau khi bản thân hắn ngồi xuống lại liên tục gật đầu tán dương, cuối cùng cũng nhìn thấy nàng, Quách Mạn, không tệ, mấy năm nay nàng làm không tệ. Quách Mạn vội nói, đều là nhờ biết cách đạo ra dạy dỗ, Quách Mạn không dám tranh công. Nghiêu Hữu Đạo, tốt chính là tốt, không thể không kể tới công lao, nàng không cần khiêm tốn. Nàng biết lần này ta tìm nàng tới là tại sao không? Quách Mạn không hiểu, Quách Mạn mong được nghe dạy dỗ chỉ bảo. Nghiêu hiểu đạo, không có gì dạy dỗ chỉ bảo cả. Có công lao thì phải thưởng, ta cũng không biết nên thưởng cho nàng cái gì mới tốt. Tự nàng nói xem muốn cái gì, hóa ra là chuyện này. Quách mạn do dự một lát, lắc đầu nói, thuộc hạ không có muốn gì cả. Nghiêu hiểu đạo ôi một tiếng và cười nói với vân cơ, đây vẫn là vô dục vô cầu, hẳn là cầu này đi. Hắn quay đầu lại nói với quách mạn, trung quy sẽ có vài nhu cầu, nàng cứ nói ra đi, cứ việc mở miệng, chỉ cần ta có thể làm thì sẽ cố gắng thỏa mãn nàng. Quét mạn cắn môi, đối mặt với ánh mắt khích lệ của đối phương, cuối cùng nàng lấy dũng khí nhắm mắt nói, Thuộc hạ không muốn ban thưởng gì, chỉ hy vọng Vô Tâm tiên sinh sẽ không biết ta bị xếp vào bên cạnh ngài ấy. Thuộc hạ muốn thật sự ở lại bên cạnh Vô Tâm tiên sinh. Như Hữu đạo ngẩn người, cảm giác lời của đối phương có chút vòng vo. Vân Cơ mỉm cười, nàng hình như hiểu tâm sự của nữ nhân nhanh hơn nên cúi người ghé vào lỗ tai hắn nói thầm mấy câu. Như Hữu đạo nghe xong cười ha ha và gật đầu nói, được, ta giúp nàng được tọa nguyện, như nàng mong muốn. Hắn quay đầu nói với Vân Cơ, chuyện này, nàng đi làm. Vân Cơ gật đầu, được, quách mạn mừng rỡ chắp tay nói, cảm ơn đạo gia. Sau khi nói chuyện phiếm một lúc, đợi sau khi nàng xin cáo lui và rời đi, Như Hữu đạo mới đứng dậy đi tới bên hồ nước hỏi, lệnh hồ thu còn chưa gửi thư tới sao. Vân Cơ chưa, hắn đã dẫn theo người của thiên địa môn đi vô biên sa mạc rồi. Nghiêu hữu đạo chắp tay, con mắt nhìn về phía xa, không giống với những anh em kết nghĩa khác, lệnh hồ thu không tới tìm hắn, cũng không thư từ, không biết trong lòng có suy nghĩ gì. Thời gian trôi qua cực nhanh, đào mắt đã thấy cuộc di chuyển gần kết thúc. Tinh sơ qua, số môn phái di chuyển vào vực thứ năm có hơn 200 vạn, gần 300 vạn người mà phần lớn đều phàm phu tục tử. Thương Triều Tông đã xem như tạo dựng được hệ thống thiên hạ, tiếng hồ có liên quan đến việc để cho Thương Triều Tông xưng đế nổi lên bốn phía, người muốn thu được ủng hộ không ít, nhưng nghiêu hữu đạo không mở miệng thương triều tông không dám tự ý leo lên vị trí đó trên thực tế nhiếp chính vương của thương triều tông đã thành đầu não của triều đình trong thiên hạ có người muốn đến sơn trang mao lư làm thuyết khách thậm chí có người muốn dùng cái chết để khuyên giải đều bị thương triều tông cản lại thương triều tông phái người ngăn cản ở bên ngoài sơn trang mao lư không cho người nào dễ dàng xông vào sơn trang làm phiền nghiêu hữu đạo chậm chạp không mở miệng thương triều tông lo lắng giày vò không yên không biết có phải như hữu đạo có tâm tư khác hay không, y không tiện để cho người khác nói, chính y cũng không tiện nói. Y cũng không thể chạy tới nói ta không đợi kịp chứ. Trước kia như hữu đạo không đồng ý thì cũng thôi, đồng ý giải quyết xong chậm chạp không làm, trái lại làm ý khó xử. chương 2343, Cao Kiến Thành làm tuyệt hơn 2. Vào tình huống vi diệu này, cuối cùng cũng có người thích hợp lên núi, mông sơn minh tới. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tìm một lý do để đến đây, học sinh của Ngưu Hữu Đạo hạ lệnh phái vẫn muốn tới bái kiến thầy, Mông Sơn Minh dẫn theo mẹ con trang cầu vòng tiện đường cùng nhau tới. Không thể không nói, Mông Sơn Minh là thuyết khách thích hợp, Ngưu Hữu Đạo vẫn tương đối tôn kính ông ta, tự mình ra cửa sơn trang nghênh đón. Hạ lệnh phái rất kích động, rất hưng phấn, bây giờ thầy của mình đúng là quá tuyệt, y thiếu chút nữa đã kích động quỳ xuống bái kiến. Cả nhóm người đến bên trong nhà thủy tả và ngồi xuống, lại nói chuyện phiếm một lúc. Chờ sau khi những người khác lui ra, mông sơn minh cuối cùng cũng lộ ra ý định của mình đạo gia rắn không thể không có đầu binh không chủ tất sẽ loạn thế tục này còn cần phải có một người dẫn đầu không biết đạo gia có thể chú ý tới người dẫn đầu nào không như hữu đạo cười nói người ta chú ý không phải đã nói cho vương phi rồi sao lẽ nào vương phi không nói cho vương ra à mông sơn minh đang cúi đầu thoáng ngẩn người ra đánh tấn một trận còn dễ nói có 10 vạn nha tương giúp đỡ đánh hàn một trận lại lại tốn không ít tâm huyết của ông ta dáng vẻ càng càng bộ dạng của tuổi xế chiều đã không có cách nào che giấu nghiêu hữu đạo tự mình rót trà cho ông ta ta nói với vương phi dùng thiên hạ này đổi một người muội muội của vương gia chẳng lẽ vương gia không đồng ý mông sơn minh biết điều này nhưng giả vờ vừa biết a à một tiếng nói không biết giữa đạo gia và quận chúa đã xác nhận danh phận chưa hai người chậm chạp không xác nhận danh phận cũng không biết có thành hay không thương triều tông bên kia thử nhiều lần thương thục thanh cũng nói không tới một bước kia không trao đổi điều kiện khác là không đạt được, Bảo thương Triều tông làm thế nào? Thương Triều tông cũng không tiện thể hiện quá rõ ràng ý định mang muội muội đi trao đổi ở trước mặt Nghiêu Hữu Đạo. Mặc dù Thương Triều tông có lý do an ủi mình, làm như vậy cũng là muốn tốt cho muội muội, nhưng chuyện không thành chính là không thành. Nghiêu Hữu Đạo chỉ cần vương ra đáp ứng, còn lại là chuyện riêng của ta và quận chúa, không cần những người khác quá để tâm. Mông Sơn Minh nặng nề thở phào nhẹ nhõm, đạo gia có tâm như vậy, nhưng người trong thiên hạ không biết nếu Sơn Trang Mao Lư có thể ngang nhiên buông lời, lại có thể ổn định được lòng người trong thiên hạ, cũng có lợi cho người trong thiên hạ mau chóng nghỉ ngơi lấy lại sức. Đạo gia di chuyển tu sĩ trong thiên hạ chuyển vào vực thứ năm, có thể thấy được đạo gia có lòng vì chúng sinh trong thiên hạ. Ông ta nói dứt lời liền chắp tay, lão phu mạo muội khẩn cầu, vì muôn dân chăm họ trong thiên hạ, mời đạo gia mau chóng ổn định lòng người. Như hữu đạo khẽ gật đầu, có một số việc không làm rõ, thật ra cũng không phải là chuyện gì xấu, người nào là tâm tư gì dễ dàng cho vương ra quan sát tuy nhiên nếu mông soái lên tiếng được đợi vương ra lên triều ta sẽ phái người đi tới triều đình mời vương ra lên ngôi mông sơn minh bừng tỉnh hiểu ra hóa ra là vậy nhưng đối phương đã nói ra ông ta mừng rỡ nói lão phu thay mặt vương ra thay mặt dân chúng trong cảm ơn đạo gia nghiêu hữu đạo khoát tay áo lại đưa tay ra hiệu uống trả đi mông sơn minh cảm ơn không biết nghiêu hữu đạo chậm chạp không mở miệng còn có một dụng ý khác Nhắc tới dụng ý này cũng có chút bị ổi, chỉ vì hắn còn chưa nhận được lời xác nhận cuối cùng của Thương Thục Thanh, hắn muốn từ từ để cho nàng thấy rõ dụng tâm của Thương Triều Tông, dễ dàng cắt đứt sự lưu luyến của nàng, để cho hắn dễ dàng có được nàng. Khi làm chuyện này, hắn dĩ nhiên không thể nói ra với Thương Thục Thanh được. Hình như có chút hiệu quả, Thương Thục Thanh đứng ra đón mông sơn minh một lát lại lấy lý do cáo lui, hình như đoán được dụng ý của ông ta khi tới đây nên không muốn đối mặt. Mông Sơn Minh quay về vào ngày tiếp theo sau khi nhận được câu trả lời rõ ràng thương triều tông mừng rỡ quả nhiên vẫn là mông soái đứng ra có hiệu quả tốt nhất nên vô cùng cảm kích ông nghiêu hữu đạo cũng không nuốt lời sau đó quả thật có phái người tự mình lên triều của thương triều tông đại biểu nghiêu hữu đạo đại biểu sơn trang mao lư đốc thúc thương triều tông sớm lên ngôi để ổn định lòng người trong thiên hạ người của thương hệ vô cùng mừng rỡ các quan chức lập tức khẩn cầu thương triều tông sớm lên ngôi thương triều tông dĩ nhiên là thịnh tình không thể chối từ Thương Triều Tông vừa buông lỏng miệng, mọi người hoan hô, Thương Vĩnh Trung lại là người đầu tiên nhảy ra, mời tìm chỗ lập đô, lời nói ra cũng rõng rạc. Thủ đô ở đâu, trong lòng vài người đã sớm có kế hoạch, cuối cùng xác định ở đô thành nước tần ban đầu. Rất nhiều chuyện đã được chuẩn bị từ trước, bây giờ chấp hành lên dĩ nhiên rất nhanh chóng, lại oanh oanh liệt liệt. Bên trong thành phủ Nam Châu, rất nhiều quan lớn vội vàng rời về đô thành mới. Bên trong tử phủ, giả vô quần lại mời hữu thừa tướng nước Yến bây giờ là tử bình hưu tới. Tả thừa tướng là cao kiến thành, giả vô quần không vòng vo, cầm bút viết xuống một hàng chữ, thừa tướng đã qua hai triều đế vương, sao lại làm tướng trong triều, nên sớm rút khỏi triều, vừa bảo vệ quãng đời phú quý còn lại, cũng giữ lại đường lui cho hậu nhân. Lam Nhược Đình đang được mọi người chú ý, thừa tướng muốn xoay ngược tình thế khó tránh khỏi ngăn cản sự sắc bén trong phe cánh của nàng, không lùi ắt gặp tai họa bất ngờ. Ngài nên lui. Tử Bình Hưu vuốt râu không nói, người đã hưởng qua quyền thế mà quyết đoán buông tha như vậy, trong lòng khó tránh khỏi dầu dĩ. Nhưng cuối cùng ông ta vẫn bị giả vô quần thuyết phục, suốt đêm viết một phần tấu trương. Nhưng vào ngày lên chiều hôm sau, lại phát hiện tả thừa tướng Cao Kiến Thành không xuất hiện, nhưng cho người tấu lên, nói tối hôm qua bị ngã mới phát hiện tuổi đã lớn, tinh lực không cao, thỉnh cầu được cáo lão. Tử Bình Hưu bất đắc dĩ phát hiện Cao Kiến Thành làm việc hơn, rứt khoát trực tiếp vung tay không tới, không giống mình còn ngu ngốc lên chiều đối mặt, xem như đã phát hiện ra mình chậm một bước, bị Cao Kiến Thành đi trước, trong giây lát khiến ông ta không dám lấy ra tấu trương của mình. Cao Kiến Thành vừa ngã một cái đã cáo lão, tử bình hưu lập tức cũng xin lui, tả và hữu thừa tướng đồng thời muốn lui là tính làm gì. Khó tránh khỏi quá rõ ràng đi, các người bất mãn với việc thương chiều tông sắp lên ngôi sao. Tử Bình Hưu giấu tấu trương ở trong tay áo không thể làm gì khác hơn là dừng lại, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn ông ta không dám lấy ra nữa. Nhưng hành vi của Cao Kiến Thành thật sự làm cho ông ta tỉnh táo lại, khiến ông ta quyết ý ra đi, không còn tâm tư lưu luyến quyền vị nữa. Cao Kiến Thành ngã, tất nhiên có không ít người đi thăm. Thậm chí thương triều tông tự mình đi tới, còn mời triệu hùng ca khám và chữa giúp. Đó chỉ là vết thương ngoài ra không có gì, chị được, nhưng đầu óc Cao Kiến Thành không tỉnh táo, hồ đồ, trong một đêm thậm chí nhận thức cũng không rõ ràng. Ông ta nhất quyết hồ đồ, tu vi của triệu hùng ca cao tới đâu cũng chỉ không hết. Đầu óc hồ đồ thành như vậy, miễn cưỡng làm quan hình như cũng không nói được, ngay cả có người muốn hỗ trợ nói giữ lại cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Tử Bình Hưu cũng chạy tới thăm, ngồi ở bên cạnh giường bệnh và cho người lui ra ngoài, miệng ghé vào bên tai Cao Kiến Thành, khẽ nói Cao Huynh, ở đây không có người ngoài, cũng không cần đóng kịch ở trước mặt ta nữa. A à, a à, Cao Kiến Thành nói lời lẽ mơ hồ không rõ, ánh mắt tan giã. Nói gì cũng không tỉnh lại, Tử Bình Hưu rất phẫn nộ, phất tay áo phẫn nộ rời đi. Tử Bình Hưu vừa đi, Cao Thiếu Minh lập tức chạy vào phòng, cúi người nói ở bên tai Cao Kiến Thành, phụ thân, người đều đi hết rồi. Ánh mắt tan dã vừa rồi của Cao Kiến Thành chợt thu lại, tinh thần lập tức khỏe mạnh bò dậy, đứng lên rung tay áo, đại lão cũng đã tới, những người khác đều ngăn cản lại. Chương 2344, mỗi người đều không để cho người ta bớt lo. Cao Thiếu Minh nói, đã thu xếp ngăn cản theo phụ thân phân phó, đã nói phụ thân cần nghỉ ngơi nhiều, không thích hợp làm phiền. Cao Kiến Thành ừ một tiếng rồi chắp tay lại khẽ thở dài. Cao Thiếu Minh nói, phụ thân, vừa nhìn bộ dạng của tử đại nhân, hình như rất tức giận. Có chuyện gì xảy ra vậy? Cao Kiến Thành liếc nhìn y, tử bình hưu gì nhưng ít ngưu, không đáng để lo, mấu chốt là giả vô thiệt phía sau ông ta không đơn giản, trước đây ta thật sự xem thường gã. Trước đó, người ở Sơn Trang Mao Lư kia chậm chạp không tỏ thái độ, cũng không biết hắn có ý tưởng gì, nếu chẳng may có gì ta và tử bình hưu còn phải phối hợp bởi vậy trước đó ta cũng không tiện tỏ thái độ ông xoay người bước đi thong thả bây giờ người ở sơn trang mao lư kia tỏ thái độ ta lại có thể có chuyện phải lo lắng ta không tin giả vô thiệt không phản ứng ta nghĩ giả vô thiệt nhất định bảo tử bình hưu lui về ở ẩn tử bình hưu tức giận là được rồi chứng tỏ ta đã tranh trước chứng tỏ ta dự đoán không sai ông cười lạnh lam nhược đình không hồ đồ nhất định có thể nhìn ra ta lui về ở ẩn với dụng ý là nhường đường cho hắn nhưng loại chuyện như vậy hắn không tiện nói ra ở trước mặt vương gia lam nhược đình khó có thể nói được là hắn ép ta lui không tiện vạch trần người lui đầu làm gương không quan tâm lam nhược đình có muốn hay không cũng phải tiếp nhận chuyện này người noi gương lui sau lại có hiệu quả giảm đi rất nhiều ta làm sao có thể để cho tử bình hưu cướp trước được tử bình hưu buồn bực chính là vì điều này ta cướp trước ông ta ông ta nhất thời không dám nói lui đành phải kéo dài thời gian mà không tìm một lý do thích hợp cao thiếu minh hiểu ra nhưng ít nhiều có phần không cam lòng, có một phụ thân làm tả thừa tướng ở trong triều làm chỗ dựa vững chắc, không cần nói cũng biết lợi ích thế nào. Có lẽ là phụ thân suy nghĩ nhiều rồi, còn quan sát Lam Nhược Đình hình như không có ý định như vậy. Dường như phát hiện ra tâm tư của Nhi Tử, Cao Kiến Thành quay đầu nhìn về phía Nhi Tử, trong mắt lộ ra ẩn ý sâu xa lại hình như có ý giáo dục đến tình huống này còn tùy thuộc vào hắn sao. Hắn không có, người phía dưới hắn lại có, không cần hắn đồng ý, phe cánh của hắn sẽ tự mình quét dọn cản trở thay hắn. Những người này đều là người cũ bên cạnh vương gia, thiên hạ ban đầu đã được xác định, vương gia không nhờ tâm phúc lâu năm để ổn định cục diện, chẳng lẽ còn phải nhờ vào người ngoài sao? Lam nhược đình ép thế là thế của Nam Châu, là thế dòng chính của vương gia, trong chiều không người nào có thể ngăn cản được phong quang của hắn, nếu không thức thời, phụ tử chúng ta khó có thể chết già, người phe cánh của hắn tới khai đao đầu tiên tất nhiên là con. Cao Thiếu Minh thoáng kinh sợ, Cao Kiến thành than thở, ta đi đầu lui ra, nhưng lại vị trí, thế lực của Nam Châu nhất định sẽ không làm khó con. Ta thức thời, bọn họ có lợi cũng phải chia cho con một chén canh. Lam Nhược Đình cũng phải tiếp nhận chuyện này, cho dù có người muốn động vào con, Lam Nhược Đình cũng sẽ không dễ dàng ngồi xem, bằng không lại thành qua sông phá cầu. Ta lui ra, bây giờ con đi theo bên cạnh Lam Nhược Đình, liền thành người của Lam Nhược Đình, có Lam Nhược Đình chiếu cố còn hơn cả vi phụ, ít nhất tránh được e ngại phụ tử vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp. Làm nhược đình dẫn theo con dễ dàng hơn, vương gia nể mặt vi phụ cũng sẽ không có dị nghị gì. Mà ta, lúc này trốn ánh sáng sắc bén mới là thượng sách, con hiểu chưa? Cao thiếu minh dường như suy nghĩ tới điều gì lại khẽ gật đầu, chắp tay nói, nhi tử hiểu rõ. Chỉ là lần này giả vờ hồ đồ có thể giả vờ tới khi nào, phụ thân cũng không thể giả vờ hồ đồ chứ cả đời. Trong ngoài đều biết, qua thời gian dài, khó tránh khỏi sẽ bị lộ ra. Cao kiến thành vung tay áo một cái, bụng dạ hẹp hòi, chuyện đó có gì đâu mà phải lo ngại ta muốn khỏe lúc nào trả được con yên tâm đi sẽ không phải chờ lâu đâu chẳng bao lâu thời cơ thích hợp tùy tiện ăn vài viên thuốc bổ lại khỏe ai còn có thể nói gì được sao chẳng lẽ còn không cho ta khỏi bệnh bố cục đã thành ai còn có thể đá làm nhược đình xuống bảo ta lên làm lần nữa chứ phổ thân đa mưu túc trí cao thiếu minh xem như đã được lĩnh giáo nên tâm phục khẩu phục chắp tay cung kính cúi đầu tiếp nhận giáo huấn giả vờ lão phu vẫn phải có chút tầm mắt nhìn nhận chứ, lão hồ ly kia tuyệt đối là giả vờ, mệt cho hắn còn làm được, lại có thể thật sự giả ngu. Trở lại phủ đệ, tử bình hưu lập tức tìm đến chỗ của giả vô quần và lại nhảy, mạnh mẽ lên án sự vô sỉ của Cao Kiến Thành. Giả vô quần im lặng một lúc, sau đó cầm bút viết lại mấy chữ rồi đẩy qua cho ông ta xem, yên lặng theo dõi tình hình, có thể không cần lui ra. Không lui, tử bình hưu ngạc nhiên, nghi ngờ hỏi, ý của tiên sinh là chỉ hắn gõ gõ vài cái lên tấu trương đã được sửa nhiều lần đêm qua đang đặt ở trên bàn giả vô quần gật đầu tử bình hưu lập tức hỏi tiên sinh nói lời này phải giải thích thế nào giả vô quần lại viết lam nhược đình không phải tài năng tầm thường nếu hắn cũng đủ thông minh thì nhất định sẽ đến nhà khuyên can nếu không phải không thể một nhà độc quyền thừa tướng trốn phong quang của hắn lại lui cũng không muộn tử bình hưu cũng là lão cáo già trên triều đình nghe âm biết ý dường như suy nghĩ tới điều gì lại vuốt dâu nói, cũng chỉ có thể đi bước nào nhìn bước đó, chờ qua tân đô lại xem thế nào. Giả vô quần, thừa tướng tự đi tân đô, ta không đi cũng được. Tử Bình Hưu kinh ngạc, tiên sinh không đi. Vì sao? Giả vô quần cười, thiên hạ bình định, Sơn Thủy đang lúc rảnh rỗi, không thích hợp bị nhốt bên trong tường Việt, nên chọn ba, bốn hộ vệ đi theo, tìm cảnh đẹp ý vui, kiếm thiếu nữ xinh đẹp làm bạn, hoặc đi làm chuyện lớn nối dõi tông đường, hoặc lật xem tranh Sơn Hải, ung dung tự tại đi tùy ý khắp nơi, không phải rất thoải mái sao. Tử Bình Hưu vô cùng kinh ngạc, tiên sinh, có phải lão phu có gì chậm trễ đã chọc giận tiên sinh hay không? Giả vô quần xua tay, lại viết thân không có tài vật, làm sao có thể đi xa, vẫn phải nhờ vào thừa tướng, lúc mỏi mệt sẽ tự mình trở về. Tử Bình Hưu thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng hắn muốn mỗi người đi một ngả, hóa ra chỉ là đi ra ngoài chơi một chút. Nhưng ông ta vẫn lo lắng, tiên sinh không ở đây, Lão phu nên hỏi kế sách người nào. Giả vô quần im lặng một hồi lại viết xuống một trang cho ông ta, thừa tướng giữ lấy nó, cần nhớ, không tranh không đoạt, nhịn được thì nhịn, không gây ẩm động, giữ lấy phần của mình, chỉ tuân theo lệnh vua thì nhất định sẽ không có nguy hiểm khó khăn, có thể bảo vệ bình an. Tử Bình Hưu biết đây cũng là lưu lại phương hướng lớn cho mình nên nghiêm túc đọc, nghiêm túc nhớ kỹ. Cuối cùng cũng phải lên đường, phu thê thường chiều tông cố ý tới sơn trang mau lư, bái lại từ biệt Nhiêu hữu đạo cả nhóm mới lao tới đô thành nước tần ban đầu. Đưa tiến triệu hùng ca tới bên ngoài sơn môn, nhìn theo đám người dưới chân núi rời đi, như hiếu đạo quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt mẹ con trang hồng phiền muộn, nghĩ là biết đô thành nước tần sắp trở thành tân đô của nước Yến nên trong lòng có chút ưu tư. Trước đó, hắn đã dặn dò hai mẹ con nên cắt đứt suy nghĩ không an phận, đổi lấy một quãng đời còn lại được tự do tự tại. Mẹ con hai người đã đồng ý, như hiếu đạo cho hai người bọn họ được lựa chọn, hoặc là để cho hạ lệnh phái bái giả vô quần làm thầy, có thể bảo đảm mẹ con bình an. Hoặc là ở lại Sơn Trang Mao lư theo viên cương, cũng có thể được bình an. Mẹ con hai người muốn tiếp tục di theo hắn, như hữu đạo nói mình sẽ đi vực thứ năm, không thích hợp dẫn theo bọn họ. chương 2345, ta có quốc sĩ, thiên hạ vô song. Một, vì vậy Trang Hồng làm chủ, chọn điều sau, hai mẹ con đi theo viên cương. Tân đô nước yến thoáng cái đã phồn hoa khác thường, trăm nghề thịnh vượng, cũng rước lấy một việc. Bên trong đại lao, toàn thân la đại an mặc chiến giáp gương mặt xa sầm xuất hiện tay vịn vào bảo kiếm bên thắt lưng theo lính gác đi tới bên ngoài một phòng giam chỉ thấy bên trong phòng giam la tiểu an nằm ở thêm trên lớp rơm dạ dày trên tay cầm bầu rượu một chân bắt chéo vô tư uống la tiểu an phạm lỗi thò tay vơ vét tiền của không nên động tới mới bị người vạch trần ra tang vật ăn cắp cũng lấy được lập tức bị bỏ tù lính canh ngục mở cửa và lui ra ngoài la đại an xông vào không đợi La Tiểu An kịp phản ứng đã một tay nhấc y lên. Bốp, hắn ta vung tay tát một phát, La Tiểu An bị đánh tới đầu óc choáng váng, ngã nhào trên mặt đất, khi lấy lại tinh thần vừa nhìn liền bò dậy, tức giận nói, đại ca, đại ca đánh ta làm gì? La là Đại An tức giận đến mức run lẩy bẩy, chỉ về phía mũi y, đồ khốn kiếp, người biết rõ vương ra giữ nghiêm kỳ cương mà còn dám thò tay ra. Danh tiếng trung liệt của La Gia đều mất trên tay ngươi rồi. Ngươi thiếu tiền xài có thể tìm ta, Bây giờ ngươi làm mẫu thân lấy nước mắt rửa mặt, không còn mặt mũi nào đối mặt với vương gia, còn dám kêu gào à? Ngươi còn biết chút lễ nghĩa liêm sỉ nào không hả? Là tiểu an không phục, dựa vào bổng lộc, như vậy làm sao có thể sống thư thái an thân ở kinh thành này? Ta cũng không tham ô bao nhiêu, sao đại ca còn phải nổi giận không chú ý tới tình huynh đệ thủ túc như vậy? Quá vô sỉ, là đại an tức giận, đi tới chính cho một trận quyền đấm cước đá, sau khi đánh xong thì phẫn nộ rời đi, không quan tâm. Khủ khủ là tiểu an ho khan vài tiếng cố ngồi dậy, giơ tay áo lên lau vết máu ngoài miệng. Chợt y thấy trước mặt lại có một đôi chân đi tới. Khi ngẩng đầu nhìn, y thấy gương mặt Lam Nhược Đình liền vội vàng bò lên. Lam Nhược Đình thấy y lảo đảo nên giơ tay đỡ. Là tiểu an lùi lại một bước đứng ngay ngắn và chắp tay hành lễ thầy. Mặt Lam Nhược Đình không chút thay đổi nói, bị huynh trưởng ngươi đánh một trận à. Là tiểu an mỉm cười nói, là học sinh nhất thời hồ đồ, chọc cho huynh trưởng sinh tức giận nhất thời hồ đồ à lam nhược đình hừ lạnh một tiếng người khác không biết ngươi ta làm thầy ngươi còn không biết ngươi sao ngươi là người có thể vì chút tiện mà thò tay ra như vậy sao tiểu an à ta làm thầy thường khen trên người ngươi có phong thái của lạc sư nên thật là thưởng thức cũng gửi gắm kỳ vọng cao vào ngươi nhưng ngươi làm cho ta quá thất vọng ta dạy ngươi ngươi không dùng trên con đường chính đáng lại cân nhắc trong chuyện này thật sự tưởng ta là người dễ bị gạt sao thấy bị nhìn thấu là Tiểu An im lặng một hồi, giọng điệu nặng nề nói, giành chính quyền đơn giản, nắm chính quyền lại khác. Bây giờ thầy, vương gia muốn quân lâm thiên hạ, gần vua như gần cọp. Nhờ hưởng chút công trạng của tiên phụ nên vương gia không nghi ngờ đại ca, trong võ tướng nhất định sẽ xem đại ca như trọng binh, nhất định sẽ dần dần có cách tối ưu để đại ca thăng chức. Nếu huynh đệ ta một văn một võ trong cùng chiều, ta được thế của thầy, đại ca lại nắm binh quyền, thời khắc thiên hạ ổn định, chỉ sợ vương gia sẽ lo ngại hai huynh đệ ta nhất định phải giữ một người bỏ một người, nếu không sẽ thành liên lụy lẫn nhau. Ta lui lại, vương gia không còn lo lắng, chẳng phải cũng không cần lo cho tiền đồ của đại ca sao. Y nói dứt lời liền chắp tay, khom lưng bái lại thật sâu, bộ dạng tình không như ý, khẩn cầu thầy tha thứ. Lam Nhược Đình đưa mắt nhìn một lúc mới hừ lạnh, vậy người tốt nhất ngồi tù mọt gông đi. Không thể nào, ta tham ô nhỏ, không được nhốt ta lâu, nể mặt phụ thân ta, mông soái nhất định sẽ nói chuyện giúp ta vương gia nhất định sẽ không quá mức gây khó dễ cho ta. Là tiểu an ngồi dậy, cười hì hì, thầy ta là ai, mọi người đều biết. Lại có đại ca nắm quyền cao trong ai, không ai dám không cho ta chút thể diện, sau này ta sẽ sống tiêu diêu tự tại, rất sung sướng. Thầy, không cần phí sức lại có thể hưởng phúc, có bao nhiêu người có thể có được chuyện tốt như vậy chứ? Lưu manh, Lam nhược đình mắng một tiếng rồi xoay người rời đi, phiền muộn than thở, cao kiến thành cáo giả, người ở đây cũng lén dùng mánh lưới, còn có tử bình hưu cũng không bớt lo, mỗi người đều không để cho người ta bớt lo. Thầy, là tiểu an gọi hắn lại và trịnh trọng nói, tử bình hưu là người lớn tuổi nhưng ít mưu, không đáng để lo, ngược lại giả vô quần, người này đặc biệt không tầm thường, cần phải cẩn thận. Thầy cần giấu mặt, không thể mưu quan một nhà độc quyền trong chiều, đây là cả thiên hạ, không thể so với bảy nước phân chia như trước. Nếu một nhà độc quyền, thiên hạ mới thống nhất, thầy lại ép lui tả, hữu thừa tướng, nhất định sẽ làm cho vương gia kiêng kỵ thầy nên đi trấn an tử phủ. Lam Nhược Đình dừng bước, quay đầu liếc nhìn người học sinh này, trong mắt có vẻ thương tiếc, sau đó mới không nhanh không chậm rời đi. Người ngoài rời đi một lúc, lính canh ngục lúc trước lảng tránh lúc này mới đi tới. Cửa phòng giam đóng lại, chuyện di chuyển tới vực thứ năm cũng đến lúc kết thúc, đại điển đăng cơ kinh đô mới đang chuẩn bị với khí thế hừng hực. Một thế giới mới, một thời đại mới, hình như lập tức tới, thiên hạ tràn ngập bầu không khí tương lai không còn chinh chiến, Ít nhất dân chúng trong thiên hạ được tuyên truyền như vậy. Không có chiến sự quả thật chính là một tin tức khiến dân chúng trong thiên hạ phấn chấn. Cho dù không ít người trước mắt sinh sống gian khổ, thậm chí là khó có thể sống tiếp cũng có lòng tin kiên trì, hy vọng kiên trì đến ngày tốt đẹp hơn. Tất cả mọi người và mọi chuyện hình như đều đang đột nhiên trở nên mới mẻ. Trốn đào hoa, dưới cây hoa đào rạng rỡ như dáng mây. Gió thổi tới, Thương Thục thanh ngẩng đầu đón cánh hoa rụng, trên mặt đầy thích thú, thò tay đón lấy một cánh hoa. Nghiêu hữu đạo trở về, trở lại nơi sau năm đó rời đi vẫn chưa từng trở lại. Ở đây từng có ký ức của hắn trong 5 năm, lúc này hắn lại đứng ở bên cạnh thương thục thanh, làm bạn ở bên cạnh nàng, nhìn gương mặt tuyệt đẹp của nàng và mỉm cười, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt lại ở trong này. Thương thục thanh liếc nhìn hắn, gò má ửng đỏ vì xấu hổ, trong đôi mắt sáng lấp lánh nhớ lại chuyện cũ, nhớ tới lúc hai người mới gặp gỡ, nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy hắn ngủ say dưới cây hoa đào rụng, lười biếng xoay người, nàng ngẩng đầu nhìn hoa đào đẹp như dáng mây cũng cười nói như nói mớ vậy thật đẹp nhìn gương mặt nàng ánh mắt như hữu đạo quay lại nhìn về phía xa chợt nói ra một câu ta sắp đi phải đi tới vực thứ năm rời xa thế giới này có lẽ cũng sẽ không trở lại nữa trong lòng thương thục thanh run lên chợt quay đầu nhìn về phía hắn trong ánh mắt che giấu tất cả sự phức tạp và khủng hoảng muốn nói lại thôi như hữu đạo lại từ từ quay đầu nhìn về phía nàng ánh mắt rất chân thành nhìn nàng, vấn đề trước đây ta từng hỏi quận chúa vẫn chưa có câu trả lời. Ngày hôm nay ta muốn hỏi lại quận chúa một lần nữa, nàng có bằng lòng giao cả đời lại cho ta không? Thương Thục Thanh cho rằng hắn muốn từ biệt mình, lại nghe nói hắn như thế thì ngượng ngùng. Như Hữu đạo đổi cách hỏi, quận chúa có muốn đi theo ta không? Thương Thục Thanh dạ, chỉ cần đạo ra không ngại. Như Hữu đạo cười nói, chuyến đi này có lẽ lại cũng không về được nữa, quận chúa có thể bỏ qua người thân ở đây sao? Ánh mắt Thương Thục Thanh dịu dàng, khẽ nói, Thanh Nhi thân là nữ nhi của thương gia, không gánh trọng trách trong nhà, ca ca sắp quân lâm thiên hạ, Thanh Nhi có ở nhà hay không cũng không quan trọng. Nghiêu hữu đạo phất ống tay áo, một con phi cầm tỏa kỵ bay trên không trung đến, xoay quanh ở dưới vách núi phương. chương 2346, ta có quốc sĩ, thiên hạ vô song. 2. Nghiêu hiểu đạo quay đầu đưa tay ra trước mặt nàng, thương thục thanh xấu hổ nước nhìn hắn nhưng cũng đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt vào trong lòng bàn tay của hắn, cảm giác khá giống như một nghi thức vừa đặt tới liền thật sự trao chính mình cho hắn như hữu đạo cầm tay của nàng và thi pháp hai người cùng bay ra khỏi vách núi mang theo những cánh hoa dụng nhẹ nhàng lướt đi cùng rơi vào trên phi cầm tỏa kỵ